Hello em. Hello. Này của anh, nó báo ngon lành quá. Ô, nó có hôm nó báo không 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 gì à? Có phải là hôm nào nó cũng báo đâu, nhiều người không 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 báo. Chào tất cả mọi người nha. Đấy, chuẩn mì tôm mới là nói như thế là chuẩn đấy. Chào Andy Nguyễn. Vào là phải like luôn. Đấy. Nó mới hào hứng, cái like lúc đầu cái nó đã rào rào lên rồi mới hào hứng phải không các bạn? Cơm nước thì chưa? Mọi người cơm nước thì chưa? Thì dạo này lên trên mạng nói chuyện nhiều, Tết nhất thì cũng bà con kiều bào ở nước ngoài về cũng nhiều, bắt đầu nó mới nổi lên cái vấn đề đó là gì, đó là bọn ba que ba sọc thì nó luôn luôn nói là tại sao ngày xưa gọi họ là phản động, bây giờ thì lại gọi họ là khúc ruột ngàn dặm xa xôi. Thế rồi mới nói về cái vấn đề là nhiều khi có những người mà bên hải ngoại họ lên tiếng nói đâu là lưu vong, đâu là không lưu vong, thì bắt đầu họ mới bem lại rằng họ họ là những người có quốc tịch Mỹ, họ là những người có đầy đủ tất cả mọi thứ quyền hạn của nước Mỹ, hà cớ gì mà gọi họ là lưu vong. Thì hôm nay được Lưu Ly sẽ giải thích cho các bạn biết thế nào là lưu vong, cái sự khác nhau giữa người mà đi lao động như Lưu Ni với lại những cái người mà gọi là vượt biên năm xưa đó mà giờ đây trở thành Việt kiều, nó khác nhau như thế nào, và giữa người Việt kiều với lại cái bọn phản quốc ấy nó khác nhau ra sao. Đấy, chúng ta phải 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 nhìn nhận rõ vấn đề, nếu không là cứ rồi cứ suốt ngày rồi nó chửi cho là lưu vong xứ tư bản rồi lại không không nói được điều gì. Năm nay mình không về nha mọi người. Thì mình có thể nói với các bạn một điều như thế này. Cái sự khác nhau cơ bản nhất đấy là gì? Đấy là tấm lòng yêu nước. Một một đảng thì lúc nào cũng nghĩ về quê hương đất nước, một đảng thì lúc nào cũng chống đối quê hương đất nước. Đấy là sự khác nhau cơ bản và là bản chất. Thế nhưng mà để mà diễn dịch cái bản chất này ra, chúng ta phải diễn dịch một cách nó có lý luận đàng hoàng. Rõ ràng với những người nói đơn giản đi, đầu tiên là chúng ta so sánh với những người đi lao động đi, rồi kể cả là những người mà đi kết hôn, thì khi những người đó đi lao động hoặc đi kết hôn thì họ được phép của nhà nước ra đi đấy, họ được nhà nước cấp cho cái gọi là xuất cảnh để đi, thì rõ ràng đó là hoàn toàn nhà nước đồng ý cho đi, họ đi đúng không, và họ đi đó họ sang nước kia họ nhận một cái nước thứ hai họ nhận, thì trong đấy tất cả đều nhận là tôi sang đây đi làm và họ ok họ nhận nhận thì chúng tôi mới đi. Nó khác biệt nha, nó khác biệt cái chỗ này này các bạn này, là những cái người mà vượt biên năm xưa đấy là sống neo nấc trong các trại tị nạn. Xin lỗi tất cả các bà con Việt kiều, những người mà lay nhà nước đã xóa bỏ chuyện đó, nhưng mà các bạn cứ yên tâm, chúng tôi luôn luôn dành tiếng nói công bằng cho các bạn. Cho nên là trong cái bài nói chuyện này lúc đầu các bạn nghe chẳng hạn thì nó có thể là hơi khó chịu, nhưng mà các bạn hãy kiên nhẫn, mình sẽ có cái sự công bằng cho các bạn sau, cho tất cả các bác các cô các chú, thậm chí là những người F2 cùng tuổi với Uni sau. Cái sự khác biệt cơ bản này này là chúng tôi họ đồng ý cho chúng tôi sang thì chúng tôi sang đúng không, đấy là cái tư cách để mà sang cái đã, còn các anh là đi xin xỏ, các anh sống neo nắt ở trong các trại tị nạn, các anh trốn chui trốn nủi, nó khác nhau chứ. Một đằng ra đi một cách vinh quang, được tiễn biệt đàng hoàng, còn những kẻ thì chui chui nủi ở trong bóng tối bóng đêm, vượt trên những cái con tàu ba lá giữa biển khơi, sống chết không biết. Sau đó lại bắt đầu mới lại 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 sống sống ất a ở các trại tị nạn, chờ mãi họ mới đón sang cái nước thứ ba. Thì rõ ràng là cái con đường đi nó đã khác nhau rồi. Cùng là đi đó nhưng nó khác nhau cái con đường. Cái vấn đề thứ hai là chúng tôi ra đi để đi làm.
Chúng tôi nói rõ là chúng tôi sang đây để đi làm, đồng ý nhận thì chúng tôi qua, không đồng ý lô, đúng không? Còn các anh là các anh cứ đi thôi, các anh như kiểu là ăn vạ người ta đó. Rõ ràng là khác nhau. Và cái quan trọng hơn nữa, cái quan trọng vô cùng này, là khi chúng tôi nhập cảnh ở một cái đất nước nào đó, chúng tôi không bao giờ phải ký những cái tờ giấy, cái gì gọi là tị nạn cộng sản. Chúng tôi không phải quay lại chửi đất nước mới được vào nhà người ta. Mà đơn giản chúng tôi được nhà nước cho phép, được nước họ cho phép chúng tôi vào, vào bằng cửa chính, đi qua gọi hải quan, đi qua phòng nhập cảnh của họ một cách quang minh chính đại, có người đón đàng hoàng. Nó khác nhau nhiều lắm chứ. Còn các anh là xin xỏ, các anh quay lại chửi nhà nước, chửi quê hương, bảo Việt Nam bây giờ là độc tài độc đảng, rồi cộng sản đè ép. Các anh nói điêu nói vượng để các anh mới được vào nhà nước nhà người ta. Nói đơn giản đấy, bây giờ các anh có cái quốc tịch đúng không? Có cái quốc tịch đi chăng nữa thì các anh nói thẳng một câu đấy, về bản chất là các anh nô lệ cho cái quốc tịch đó. Anh phải bán tất cả, anh phải đánh đổi tất cả để đổi đến cái quốc tịch đó. Còn tất cả những cái người đi lao động nước ngoài, họ không bao giờ có cái từ, mơ tưởng đến từ nhập quốc tịch. Cái này nó nằm ở cái rõ ràng khác nhau nha. Chúng tôi không bao giờ tôi mơ là tôi sẽ nhập quốc tịch Hàn Quốc. Hello Nancy. Chúng tôi đi đồng ý, các anh có thể xuyên tạc đến cỡ là gọi là cộng sản không có công việc làm, cộng sản nghèo, đúng, nghèo đi làm, hoàn toàn bình thường. Nó chẳng có cái gì mà đáng xấu hổ. Thế nhưng mà nghèo mà lại cuối cùng là vì cái miếng ăn bán rẻ quê hương đất nước. Tôi nhục chán rồi. Sao mà một miếng ăn nó lớn đến cỡ đó? Đúng không? Tôi nói thật với các bạn, bây giờ ai chửi tôi nghèo, tôi đi lao động nước ngoài, ok, bình thường. Nghèo mới đi làm, chứ giàu đi làm cho gì. Giàu suốt ngày ngồi nhà tập gym mới lại lên live stream. Nghèo mới đi làm thôi. Chả có cái gì mà phải khó. Lao động nó vinh quang, rất là bình thường. Trên thế giới này không một nước nào cười chê những người lao động cả. Thậm chí ở những nước như Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Mỹ, càng những cái nước mà gọi là tư bản phát triển thì người ta luôn coi trọng cái người lao động. Thậm chí người lao động ở dưới công xưởng còn được coi trọng hơn là những cái gọi là kế toán hay thư ký trên văn phòng. Đúng không? Mà chúng tôi đi là chúng tôi về, về là có người đón, nhà nước đón. Nói thật, nói nhiều khi mà như New Ni về chẳng hạn, cán bộ xã, cán bộ phường xuống bắt chân bắt tay âm hỏi thế thằng cháu, ông anh ở bên đấy làm ăn nào, sống bên đấy ra sao. Đúng không? Thế nhưng mà các anh về đấy là công an nó đứng chào đón ở cửa sân bay và là về có phá hoại không? Đấy là sự khác biệt. Thế còn nói này, không phải tất cả những ai là Việt kiều thì đều là như vậy. Tất nhiên là họ ngày xưa họ vì cái này vì cái kia họ giả dối. Có nghĩa là họ giả dối, họ đi tị nạn kinh tế hoặc là họ đi vì ở Việt Nam nghèo quá. Họ đi. Thế sau này khi mà họ có kinh tế rồi, họ không chửi quê hương, không chửi đất nước, không chống phá. Nhà nước cũng hiểu được, thôi dĩ bất biến, ứng vạn biến. Cái quan trọng nhất là đời sống mình ấm no là được, nhân dân có làm tí thế cũng không sao. Thì người ta gọi đó là khúc ruột ngàn dặm xa xôi. Chứ còn đối với cái bọn ba que ba sọc đấy, những cái bọn phá đám đất nước đó, lúc nào cũng giơ cái quốc tịch Mỹ ra lòe thiên hạ đó, thì ai người ta coi trọng, ai người ta coi là khúc ruột, người ta coi là cái khúc ruột rùa, xin lỗi các bạn, khúc ruột thừa, nó đang chuẩn bị đau, chuẩn bị phá. Đúng không? Người ta còn cấm trở về nước cơ. Thì đấy các anh gọi là lưu vong. Các anh vì cái quốc tịch Mỹ. Đây là tôi nói những cái người mà ba que ba sọc nhá. Còn đồng bào mình ví dụ như là bác Cầm hay là Nancy An Nhiên chẳng hạn, thì phải nói đó là khách quý. Đúng không ạ? Còn đối với này, những cái bọn như là Tân Thái, Benny, Trương hay là A Quy vớ vẩn ấy, này về đó người ta còn giám sát thật kỹ càng. Đấy, đấy là tôi nói cho các bạn biết một điều đấy. Chúng tôi đi lao động, các bạn có
có xuyên tạc đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là gì, à bọn này đói quá nghèo quá đi lao động. Ừ, đúng, đói nghèo đi lao động chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, chả có cái gì cả. Nhưng mà cấm xuyên tạc cái chuyện là đảng và chính phủ không lo cho người dân, cho người dân đi đi lao động nha. Đi được sang nước ngoài này là cũng lại phải do đảng và nhà nước, do chính phủ họ ký kết với nước ngoài mới qua được nha. Chứ không phải là tự mình tìm đường đi đâu mà nói là không có trách nhiệm của nhà nước nha. Đấy, cho nên là đảng và chính phủ biết ở trong nước không có việc làm, họ cho sang nước ngoài lao động. Thế thì còn trách gì họ nữa. Cái khả năng của họ làm được đến vậy, họ cũng giúp mình đến vậy, thì còn trách gì nữa. Cho nên họ bảo tại sao có những người đi lao động nước ngoài mà họ sang đến nước ngoài thì họ vẫn cuồng đảng, cuồng nhà nước thế. Bởi vì đơn giản đó là lãnh đạo của quốc gia chúng ta, người đang coi là đại diện cho dân tộc tao. Và cái lá cờ đỏ sao vàng đó, đó là của quốc gia tao, đại diện bởi lãnh đạo của nhà nước tao. Tao không cuồng họ, tao không yêu họ thì còn yêu ai? Yêu họ tức là yêu nước. Bởi vì nói đơn giản, họ không làm gì đối với mình, xấu với mình cả, thì làm sao mình không yêu được. Thế còn đối với lại những cái kẻ ba que ba sọc đang chống đối đất nước, cái chuyện nó mày bỏ trốn ra khỏi nhà đấy là người ta đã gọi là sống ngoài vòng pháp luật, người ta là người ta đã không thèm nói rồi nhá. Thế mà đã thoát được, đã trốn được ra khỏi nhà rồi, đã không chấp nhận gọi sống dưới quy định pháp luật của một đất nước rồi, sang đến nước ngài quay lưng lại còn ký kết vào giấy là tôi tị nạn cộng sản để mà bò vào nhà người ta, người ta cho tí cơm thừa sữa cạn, cho đi ngồi gọi làm mấy cái công việc mà người nước ngoài họ không làm nữa, thì bắt đầu quay về nói là úi giời, chúng tôi bên này tự do. Đúng, có ai làm gì chúng mày đâu, trên thế giới chẳng ai làm gì chúng mày, quan trọng là chúng mày đóng thuế cho họ đầy đủ là được, đúng không? Nhưng mà cũng chỉ để đổi lấy chữ tự do thôi. Thì một thằng đi ra từ cái đất nước xã hội chủ nghĩa như thằng Newly này, đấy, đi ra từ đất nước xã hội chủ nghĩa này, không phải ký kết bất cứ điều gì, không phải quay lưng chửi đất nước, vẫn tháng hơn 3.000, ok. Khác nhau giữa cái thằng yêu nước và cái thằng phản động nó nằm chỗ đó đó. Mày cũng chửi đất nước, mày quay sang đất nước, mày chửi, mày quay về quê hương với đầy lòng thù hận, thì tháng mày cũng chỉ được 3.000. Tao cũng không cần, tao vẫn được 3.000. Thế thì thử hỏi một điều rằng, rõ ràng là cái tư cách của người cộng sản với tư cách của người người mà gọi bỏ nước ra đi nó khác nhau như thế nào? Ở đây tao không nói cộng sản nha, bởi vì thực ra tao cũng không phải là cộng sản, nói thật với bọn ba que ba sọc thế, đúng không? Chả có ví dụ như là các bạn cứ tưởng tượng đi, trong một gia đình có hai thằng đúng không? Một thằng thì đi sang nhà bên cạnh nhà mình thôi, nghèo, ok, nhà mình nghèo, không phải sinh ra là giàu. Thật với các bạn, cái chuyện đó là bình thường. Trên thế giới này có rất nhiều số phận khác nhau, có thằng sinh ra trong nhà giàu, có thằng sinh ra trong nhà nghèo. Nhưng cái chuyện nó là cái xuất phát điểm giàu nghèo đấy nó không quan trọng, mà quan trọng là cái cốt cách sống của con người nó như thế nào. Tôi tin tưởng một điều rằng chẳng ai người ta chấp nhận một thằng mày đã nghèo rồi mà mày quay sang đến nhà tao mày còn chửi bố mẹ mày. Tôi tin tưởng một điều không ai người ta tôn trọng thằng đấy. Còn đối với cái thằng nghèo nhưng nó sang bên nhà nó vẫn đi làm bình thường. Đây, nó đi làm được lương xong nó về nó đưa cho bố mẹ, hoặc là nó giúp bố mẹ phát triển kinh tế trong gia đình. Không ai người ta không có một điểm nào, chứ không nói là không ai, không có một điểm nào để người khác thiếu tôn trọng họ. Bởi vì đơn giản, ví dụ như Newly chẳng hạn, này Hàn Quốc mày nhận tao làm đúng không? Tao có công việc làm tao làm. Mà mày thuê tao đúng không? Tao cảm thấy tao hợp tao làm, không hợp tao nghỉ tao không làm. Vẫn tự do rất bình thường. Thế nhưng đối với những cái kẻ mà ba que ba sọc đấy, những cái kẻ mà làm lô lệ cho cái quốc tịch đấy, quốc tịch Mỹ, cái quốc tịch của đất nước tự do đó, thì nó bắt mày làm cái gì mày phải làm cái đó à? Tao nói thật. Ok, tất cả, cảm ơn tất cả mọi người. Nói đơn giản như này thôi, tôi nói đơn giản các bạn, cái tự do đúng không, cái tự do, cái dân chủ nó phải nằm ở trong lòng bàn tay mình để mình sử dụng thì nó mới có tác dụng.
Chứ còn đối với lại cái người, cái kẻ mà lại vì cái sự tự do, vì cái gọi dân chủ đó mà lại phải bán hết tất cả mọi thứ của mình đi đấy, thì tức là mình đang là nô lệ cho cái sự tự do và dân chủ đó. Nó chẳng vinh quang gì cái loại đó cả. Đó, các bạn thấy chưa? Một người thì gọi là bám sang người ta, chửi quê hương, chửi đất nước mới được vào đất nước nhà người ta. Còn một người, chúng tôi đi quang minh chính đại, đi qua cửa sân bay, không ai dám cản cấm, không ai dám hỏi. Đưa cái hộ chiếu ra phát, hoặc vào. Thế thôi. Có cần phải ký kết giấy tờ gì đâu, có cần phải hứa hẹn điều gì đâu, có ai ép được mình cái điều gì đâu. Đấy, tôi chỉ nói như thế thôi để hiểu được một điều rằng vinh quang nó là như thế nào mà nhục nhã nó ra sao. Thế còn đối với bà con kiều bào mà yêu nước đó, thì thực ra bà con ngày xưa có nhiều khi do kinh tế khó khăn hoặc là do một cái trào lưu, bà con không ý thức được tất cả mọi điều. Mà thực ra ý thức nó phải tùy vào hoàn cảnh các bạn. Theo triết học thì người ta nói là vật chất quyết định ý thức mà. Có đôi khi là cái vật chất và lúc đấy nó thiếu thốn, nó bắt ý thức người ta làm như vậy thì ok. Thế nhưng khi người ta có được cái đồng tiền, hoặc có được cái cuộc sống của người ta rồi, người ta không còn quay lại thù hận đất nước nữa. Người ta yêu thương đất nước, người ta mong cho đất nước cũng càng ngày càng phát triển. Và người ta còn đem cái tấm lòng của mình giúp về đất nước nữa. Thì nhà nước không những bỏ qua tất cả mọi ân oán quá khứ, mà nhà nước còn đón tiếp họ như những kiều bào, như những gọi là khúc ruột ngàn dặm xa xôi. Cái điều đấy là chuyện rất là bình thường, đấy là tấm lòng của nhà nước và đón nhận tấm lòng của kiều bào, đấy là sự đoàn kết, đúng không ạ? Nhưng có kẻ nó nói là ngày xưa gọi là phản động, mà tại sao ngày xưa cách đây 47 năm rồi không có một cái khái niệm nào nó tồn tại 47 năm mà nó còn đúng mãi cả? Thế nhưng có một cái điều đấy là cái con người, cái bản chất của mày 47 năm mày vẫn không thay đổi đấy, thì rõ ràng là do mày chứ do ai, đúng không? Thế còn hôm qua tôi đã giải thích là lưu vong, thế nào là lưu vong rồi đó. Một cái tâm hồn khi mà chúng ta chào đời, tạo hóa cho chúng ta là cả một cái cơ thể của chúng ta và một cái nhau thai của cha mẹ chúng ta cho ra. Thế đến khi mà chúng ta ra đời rồi đấy, là người ta sẽ cắt cái nhau thai đó và chôn xuống dưới lòng đất mẹ. Cái lòng đất mẹ Việt Nam. Thì đến khi anh chết đi, anh phải lăn xuống lòng đất mẹ, thì cái cơ thể của anh nó mới được hoàn thiện. Tức là con ma của anh nó mới là ma làm sao, ma hoàn thiện. Giống như trong gọi là trong kinh thánh nó có một cái câu là người đàn bà là cái xương sườn thứ bảy của người đàn ông, đúng không ạ? Và cho nên là khi người đàn ông kết hợp với người đàn bà đó thì mới tạo ra một cái cơ thể hoàn hảo. Người ta đi tìm sự hoàn hảo của bản thân mình, sự hoàn thiện của bản thân mình. Thì đối với lại cái cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta sinh ra là đã tạo hóa đã bắt chúng ta phải cắt một cái nhau thai chôn xuống dưới quê hương của mình rồi. Bởi thế khi chúng ta có chết đi chăng nữa, chúng ta cũng phải về quê hương của chúng ta. Chúng ta nằm xuống dưới đó để cái cơ thể, cái con người, cái linh hồn của chúng ta được hoàn thiện. Đúng không? Đó, còn các cái bạn mà ra đi ở nước ngoài đó, mà các bạn mà vứt bỏ cái quê hương của mình, tức là các bạn đã vốn dĩ về cái con người các bạn đã là cái thằng tàn phế rồi. Các bạn đã là cái thằng tàn phế rồi. Thế đến khi các bạn chết đi mà các bạn vẫn còn phải nằm ở đất khách quê người nữa, thì rõ ràng tôi nói thật với các bạn nhé, đấy, người Việt mình theo văn hóa, ví dụ như ngày Tết này, đúng không, phải sum họp. Dù là làm ma trên trời cũng phải về nhà sum họp ăn cái bữa Tết tất niên cùng các con các cháu. Nhưng mà khổ cái là ví dụ các bạn lại là ma quốc tịch Mỹ chẳng hạn. Về đến cửa khẩu sân bay các cụ bảo ngày xưa mày, bây giờ tao phải xem xét lại xem là tao có đóng hộ chiếu, đóng visa cho mày vào nước không. Thế là không cẩn thận đứng ở ngoài cửa khẩu nhìn các con các cháu hoặc các anh các em ở trong nhà nhậu nhẹt. Còn mình thì coi là đứng ở cửa khẩu. Thậm chí lại phải bay về đất Mỹ xa xôi. Không sung sướng gì cái cảnh đó các bạn. Đấy, đấy là lưu vong đó. Hello Kim Tiền ơi. Nay nhà ăn nhậu vui quá nhỉ.
Đó, đó là lưu vong đó các bạn. Lưu vong nó là như gì? Là cái tôi cũng giải thích cho một cái nghĩa nữa, lưu vong cái này, lưu là lưu lạc đúng không? Vong có nghĩa là vong hồn, lưu lạc. Đấy, cái vong là vong hồn. Những cái vong hồn lưu lạc nơi đất khách quê người. Sống ở Mỹ không được làm ma Mỹ. Về Việt Nam thì lại bị chặn ở cửa khẩu. Đúng không? Cho nên là tôi nói rồi, nó sẽ trở thành lưu vong, nó nằm ở chỗ đó đó. Trang Michon, ok. Dạo này các bạn ở bên Hàn Quốc cũng rất là quan tâm đến livestream của Lưu Ly, rất là cảm ơn các bạn bên Hàn Quốc. Thì rõ ràng nó có quốc gia mà không được về. Còn sống ở nước Mỹ nó chỉ coi là quả chuối thôi, nó gọi là banana man, một quả chuối da vàng ruột trắng. Nó sự kỳ thị, sống ở đâu chăng nữa mình không có cái lòng tự hào dân tộc, ở đâu mình cũng bị kỳ thị. Về đất nước thì người ta chửi là loại phản động. Sống ở quê xa hương thì người ta nói là cái loại gọi là gì, bọn Việt Nam sống ở bên này, ví dụ đơn giản như người Mỹ gốc Việt đấy, sống ở nước ngoài thì bị kỳ thị vì nó không phải là đất của mình, về Việt Nam thì bị chửi phản động, khổ không? Không, thực ra thì vong hồn thì vẫn biết là vong hồn Việt, thế nhưng mà khốn nỗi là cầm cái hộ chiếu Mỹ, các bạn hiểu không? Cầm cái hộ chiếu Mỹ về đến cửa khẩu, các cụ nhà tao mà chưa có visa không được vào. Còn có những cô các bác mà gọi là vì điều kiện mà nằm bên đó nhưng mà tấm lòng về quê hương chẳng hạn thì chắc chắn vẫn giữ được cái hộ chiếu Việt. Đơn giản thôi. Bởi vì nó ghét Việt rồi đấy, những thằng nào mà ghét Việt, những thằng nào phản động ấy thì nó không bao giờ nó chấp nhận cái hộ chiếu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế cho nên là nó sẽ không cầm hộ chiếu Việt, nó chỉ cầm hộ chiếu Mỹ. Cầm hộ chiếu Mỹ thì lại phải xin visa. Thậm chí lúc bây giờ khéo Mỹ lại phải, vì nó đông quá không, lại còn phải lập coi là chỗ, mời Việt Nam lập đại sứ quán ở bên Mỹ. Đại sứ quán ở thiên đường Mỹ bắt đầu ở đó, mày thỉnh thoảng mày cấp cho mấy cái vong hồn Mỹ mà gốc Việt cho tao cái. Ông nó kêu quá. Mà tưởng là ma thì về làm quấy rối không được đâu nha. Đất quốc quốc pháp ra quy nó khổ lắm. Nói các bạn khổ khổ trăm điều. Mẹ ở Việt Nam thì cứ đến ngày mình mất cái là con cháu nó thắp hương thắp khói, mẹ lợn quay cả đống. Bên Mỹ nó đéo thắp hương thắp khói, bụng tí đói, trời thì giết. Các bạn có đồng ý với tôi không? Đấy, ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn, những người nào ở Việt Nam chẳng hạn đến tuần rằm mùng 1 nó còn thắp hương thắp khói, thậm chí nó làm ăn phát đạt chẳng hạn, nó còn cúng heo quay gà luộc chuối cả lải, mẹ ngồi ăn tè mỏ thôi. Làm ma Việt Nam cũng sướng hơn làm ma Mỹ ở chỗ đó đó. Còn làm ma Mỹ ở nó bỏ chết nó về với cát bụi. Thế là cứ ở bên kia ngồi cắn móng tay nghĩ ở Việt Nam bây giờ chúng nó đang ăn thịt lợn, thịt heo quay. Bên này thèm giỏ dãi thôi. Việt Nam gọi là đến ngày rằm mùng 1 con cháu đốt ô tô nhà lầu. Rồi là thậm chí là cả hoa hậu. Xài thoải mái. Ở Mỹ mà xong. Ngồi đấy thành vô gia cư homeless. Lên nói cái con người đấy, cái tận sâu cái nỗi đau của những kẻ phản động đấy, thức tỉnh đi. Còn tao đã nói rồi, tao lúc nào cũng tự hào là người Việt Nam, nhà tao có nghèo đi chăng nữa tao vẫn tự hào là con của bố mẹ tao. Có đúng không? Chúng ta là người Việt Nam, nghèo đi chăng nữa chúng ta vẫn là người Việt Nam, nó không gọi là người Hàn gốc Việt, nó không gọi là người Đài Loan gốc Việt, nó không thể kỳ thị điều gì được. Còn chúng ta là người Việt, thử kỳ thị coi. Thế nhưng mà khi mà là người Mỹ gốc Việt, người châu Âu gốc Việt chẳng hạn, nó kỳ thị cho có dám bật nó không? Bởi vì bật nó còn chỗ nào để mà đi. Còn chúng ta khi chúng ta bật chúng nó chẳng hạn, chúng ta vẫn có đất mẹ ôm chúng ta vào lòng. Cái khác biệt nó nằm ở chỗ đó.
Một khi một thằng có đi đâu chẳng hạn, đằng sau lưng nó có một cái lưng vốn, nó vẫn hơn là cái thằng tay trắng ra đi. Tôi nói thật các bạn, một khi mà chúng ta đi ra nước ngoài, nhưng mà khi mà chúng ta còn cái đất Việt để quay trở về, tức là chúng ta có cái lưng vốn ở đằng sau lưng, chúng ta chơi với nó hết khô máu, chúng ta vẫn có lưng vốn. Còn những cái thằng đấy mà đi ra đằng sau không có cái gì, hai bàn tay trắng, thử xem dám bật không. Cho nên đừng bao giờ nói rằng tao tự hào là người Việt khi mày đang làm những thằng phản quốc vào cái thời điểm này. Ok, điều đó hoàn toàn chuẩn xác. Tôi khẳng định một câu, một khi mà chúng ta nói cái gì, tôi mà đứng trước bất cứ một thằng Tây, thằng Tàu hay là thằng Hàn Quốc nào mà nó hỏi Ở Tisa Hoa Sơ Bê Thư Nam, tao đổ ra nói là Bê Thư Nam là nước nghèo, Bê Thư Nam là nước độc tài man dợ đó. Thế nhưng những cái thằng phản quốc đấy mà là mang cái quốc tịch Mỹ chẳng hạn, là lúc bây giờ là trở thành American Vietnamese chẳng hạn, nó bảo là người à, nó nhìn nó American Vietnamese hả? Ờ, đúng rồi. Ừ, cái đất nước của mày nó tồi tệ lắm, gái nước mày nó thế này thế kia lắm. Đi mẹ có đau thế nào chẳng nữa, có cay thế nào chẳng nữa, đéo dám bật nó. Thậm chí có những thằng còn vào hùa với nó để lịch nọt nó. Có đúng không các bạn? Các bạn cứ thử tưởng tượng đi, nếu như một thằng nào đứng trước Lưu Ly mà nói vào nước Việt Nam mày thế này kia, tập chơi khô máu mày luôn. Thế nhưng mà đối với những thằng mà gọi là người Việt gốc Mỹ chẳng hạn, mà nó đang trong cái tâm hồn nó phản quốc chẳng hạn, nó chửi đất nước Việt, chửi phụ nữ Việt, chửi đàn ông Việt, những thằng đấy cũng đéo dám bật, thậm chí còn cúm núm trước nó, lịnh nó vài câu để làm sao, để nếu sau này tao có đấu tranh mày ủng hộ tao nhớ. Đấy là những thằng gọi nghĩ xa, còn có những thằng thì chỉ đơn giản là đéo dám bật. Thế thôi. Vì bật bây giờ nó đuổi việc thì sao? Đánh nhau với nó phạm tội à? Phạm tội nó đuổi về Việt Nam thì sao? Thì nhục. Còn tao đánh nhau người Hàn chẳng nữa, cùng lắm tao về, về với bố mẹ, về ăn cơm mẹ nấu. Còn chúng mày về đâu? Không lẽ ra biển? Mà trước kia các hòn đảo, các biển nó còn mấp mô, nó còn có nhiều chỗ gọi đảo hoang, chứ bây giờ không còn chỗ nào là đảo hoang nữa đâu cưng ơi. Anh nói cho cưng biết, không còn chỗ nào đảo hoang nữa. Để mà cưng còn dập dành các chế độ tị nạn, các cái trại tị nạn giờ đóng cửa hết rồi, cưng còn chui vào đâu được nữa. À vâng, cái này anh nói thật với em chứ lấu kiểu gì đi chăng nữa anh cũng chỉ nói được lấu thôi, em có đập vỡ đầu anh cũng phải chịu. Đấy, nó nằm ở chỗ đó đó các bạn. Tôi thật sự là ví dụ như là tôi thì mới chỉ gọi là sẽ bia cho cái đất nước mình, cho cái quê hương mình bằng cái gì? Bằng cái kiểu như là phổi bò, cái kiểu là vai u thì bắp thôi. Nhưng với những người như Duy chẳng hạn, Duy sẵn sàng dùng tiền đập vào mặt chúng nó. Với 5 cục tiền mà anh nhìn thấy trên cái status của em, ném khối thằng ở bên nước ngoài chết, không khác gì bom. Đấy, chỉ nói đơn giản như thế thôi. Người Việt Nam chúng ta có cái điểm đó đó. Những cái người mà còn bám trụ, tôi nói thật, cho nên những người nào mà học triết học hay gì đấy, chúng ta nói là gì? Hạnh phúc là trong lúc ta đi tìm hạnh phúc. Chứ còn có hạnh phúc rồi, chúng ta không bao giờ chúng ta thấy được hạnh phúc. Thế thì khi những cái con người mà đã bám trụ với quê hương đất nước, những cái thế hệ như là nói Duy thì không ấy, nhưng mà với anh chẳng hạn, đúng không? Với những người mà lớn tuổi hơn hoặc sống ngoài Bắc chẳng hạn, đã từng phải ăn cơm độn rau muống này, ăn cơm độn khoai lang này, hoặc là trước khi mỗi một bữa ăn nên được ăn một bát khoai lang, một bát khoai tây, xong bắt đầu mới được ăn cơm trắng này, thì đến bây giờ chúng ta nhìn lại cái quá trình đó, chúng ta đi lên cùng với đất nước đó, chúng ta quá tự hào.
Chúng ta quá vui. Chúng ta vui từ cái cảm giác mỗi một tháng đến ngày lĩnh lương. Chúng ta vui với cảm giác hôm nay nhà mình mua được cái tivi màu. Chúng ta vui với cái cảm giác là mua được cái xe máy. Chứ còn nước ngoài những cái thứ đấy nó quên mất rồi. Nó không còn một cái cảm giác gì nữa. Mua cái ô tô thì bắt đầu cái nỗi lo nhiều hơn là cảm giác vui mừng. Mua cái nhà thì lúc bấy giờ còn phải chằn chọc nghĩ đến bạc cả tóc. Nó không còn niềm vui. Tại đơn giản là nó không thể nào nhận được niềm vui đó nữa. Sống trên đời con người không có một niềm vui nào. Tôi nói thật với các bạn ấy. Cứ mồm cứ khoe ăn thoải mái, ăn thế này thế kia. Ăn con gà Tây ngập miệng. À. Cứ kêu là sống ở nước ngoài ăn con gà Tây ngập miệng, ăn miếng thịt bò vứt đi sạc. Nhưng mà tất cả là đồ đông lạnh. Ăn xong bắt đầu lo nhiều hơn là vui. Còn ở Việt Nam mua được miếng thịt bò về, tất cả cùng ngồi bảo ôi trời, này làm nồi lẩu ngon đấy, lại bữa nhậu ngon đó. Cái cảm giác của con người sống ở trên đời này, cái cảm giác nó quan trọng hơn là cái đút vào miệng hoặc cái mặc trên người. Mặc một cái áo bình thường như thế này cũng là cái áo. Mặc một cái áo hàng hiệu nó cũng là cái áo. Nó chỉ khác nhau một cái từ cảm giác mà người ta mất thêm bao nhiêu tiền. Tức là người ta thích cái cảm giác được mặc hàng hiệu mà người ta phải mất bao nhiêu tiền. Nhưng đối với chúng nó không còn cảm giác đó nữa. Mà không còn vui thì chỉ có lo thôi. Mua bất cứ cái gì cũng lo. Tôi khẳng định với các bạn một điều. Cái sứ tư bản này mua bất cứ cái gì cũng lo. Mua thêm một cái ô tô đi kèm cái nụ cười đó là nỗi lo, là một hàng tháng phải nghĩ làm sao để dư ra được cái số tiền đó. Mua một chiếc nhà, một căn nhà, một căn hộ chẳng hạn là cái nỗi lo mình làm sao phải nuôi được cái nhà đó. Nuôi cái nhà đó chứ chưa nói đến trả tiền nhà đó. Nó làm sao có cái cảm giác đó được. Các bạn có đồng ý với tôi điểm đó không? Mà cái cảm giác ở trên đời này, cái cảm giác đấy nó quan trọng lắm. Cho nên nói ngồi đây nói để nói cái từ cảm giác này cho các bạn nghe này. Nó thật sự này, có nhiều người vợ rất xinh đẹp. Vợ con ở nhà đẹp như thế mà thằng chồng vẫn đi ra ngoài cặp bồ với con rất xấu ác. Nó chỉ có thể giải thích một cái điều rất đơn giản đấy là gì? Là cái cảm giác mà cái cô vợ này đưa lại nó không bằng cái bà bồ ngoài nó đem lại. Thì vô tình chung là người ta thích cái cảm giác. Cái quan trọng là cái cảm giác sống trên đời, cái cảm giác nó quan trọng vô cùng. Cùng ăn một miếng ngon, cùng ăn một cái bữa tiệc đó, cùng là cái thứ thức ăn đó. Thế nhưng một người mà vô lo vô nghĩ, người ta cảm giác, người ta hưởng thụ thì ăn cái miếng ăn đó nó ngon vô cùng. Nhưng một người mà đang vỡ lợ hoặc là đang khó khăn gì đó, có ngồi đấy ăn cùng đấy cũng không thấy ngon. Đúng không? Anh nói điều này có chuẩn không Duy? Nếu mà chuẩn thì em like cho phát thì lâu lắm thì từ ngày anh tham gia cái mạng Facebook này chưa giờ được một like của em, chỉ được cái comment thôi chứ chưa được cái like của em. Đấy, tôi nói các bạn cái cảm giác nó cực kỳ quan trọng. Thế nhưng mà ở Việt Nam chúng ta vui với từng cái vui một. Nhưng ở nước ngoài họ mất cái điều đó. Nhưng mà lúc nào ông vỗ ngực tao đây, tự do dân chủ tao đây, muốn làm gì thì làm. Ok, ở Việt Nam tao muốn làm gì thì làm không à. Tao nói thật. Nói với bọn ba que này, chúng mày chỉ có mỗi cái cảm giác là chúng mày được cái quyền gọi là chửi nhà nước, cái quyền mà chửi cán bộ. Thế nhưng mà thực tế chúng mày cũng không bao giờ dùng đến cái đó ở bên nước Mỹ. Thứ nhất là chúng mày không dám. Thứ hai là chúng mày cũng chẳng có dành thời gian. Và thứ ba chúng mày cũng chẳng biết tiếng Anh để mà chửi họ. Thế còn ở Việt Nam tao không có quyền đó, nhưng tao cũng chẳng có nhu cầu để chửi cán bộ. Tao cũng chẳng có nhu cầu chửi nhà nước. Đúng không? Thế thì có hay không có nó cũng giống nhau à. Nhưng một đằng tao có rất nhiều niềm vui, còn một đằng thì mày đánh mất tất cả để mà đổi lấy cái đó. Đó là nói để cho tất cả mọi người chúng ta hiểu được. Đôi khi mà chúng nó cứ giải thích, nó cứ cãi vòng vòng. Tại sao mày nó yêu Việt Nam thế, mày bảo vệ đảng, sao mày không về nước đi mà mày sống ở cái tư bản dễ chết. Này, đây tao không gọi là sống mà tao đi làm. Thời gian này tao gọi là thời gian tao đi cày. Đi cày ở đâu cũng được.
Nhưng tao sống chắc chắn phải sống một cái cuộc sống thật sự, nó phải ở là ở Việt Nam. Một cái cuộc sống thật sự nó phải được diễn ra tại Việt Nam thì tao mới được gọi là sống thật sự. Còn ở bên nước ngoài này, ta không biết là những người có trình độ cao siêu như nào, ở cái mức độ sống ra sao, họ là sống. Còn đối với tao và những người giống như tao, đây là sang đây lao động, sang đây kiếm tiền, sang đây cày, không gọi là sang đây sống. Về Việt Nam tao sống. Đấy, cho nên là tại sao lại là Việt Nam sống? Thậm chí Tây cũng rất muốn sang Việt Nam sống. Có rất nhiều những người già ở Nhật Bản muốn về cuối đời, muốn sang Việt Nam hưởng cái tuổi già. Các bạn biết ở Nghệ An ấy, nó có những cái căn hộ lọ kia để dành riêng cho những người già ở bên Nhật Bản sang đây dưỡng già. Bởi vì thực cái đấy nó thể hiện một cái điều rất đơn giản là gì? Đây là Việt Nam là nơi đáng sống. Còn nước ngoài nó chỉ để đi làm thôi, đi cày thôi. Chứ còn đấy, tôi nói thật với các bạn, nhiều khi khi mà tranh luận với lại họ đấy, mà tôi biết là những cái điều này đấy thì là ví dụ như những cái điều như là Na Uy kìa, Bắc Âu kìa, họ đang làm tư bản, đang chuyển sang xã hội chủ nghĩa kìa, rồi là cái từ mà như các bạn gọi là ở Mỹ đấy, cảnh sát kêu đứng hoặc ngồi hoặc ôm vô lăng hoặc giơ tay lên đầu đấy, là nó là một hình thức gọi là bịt miệng này, nói ra đối với họ ấy thì họ cãi ngay. Bởi vì họ cãi đấy là nguyên tắc, đấy là luật, nhưng mà rồi là nó không có cái gì là họ cãi cãi băng cãi biến. Ok Nancy, thế nhưng mà vấn đề nó nằm ở chỗ này, nó không hiểu thôi. Ở Mỹ nó có cái kiểu bịt miệng của Mỹ. Ví dụ như cảnh sát bao giờ cũng có câu gì, anh không nên nói vì tất cả những cái điều mà anh nói này sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Ô bà mẹ khác đéo gì là khủng bố tinh thần, có đúng không? Anh không cần nói bởi vì tất cả những điều anh nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Đây là một cái kiểu công quyền mà để kiểu như là dọa dân ấy, mày đừng có nói, câm miệng lại, nói tao cho mày tất cả những điều này ra trở thành bằng chứng buộc tội trước tòa nha. Oh my god, ở Việt Nam ấy, không ai nói được từ đó. Thì thử hỏi các bạn, ở đâu mới là dân chủ nhân quyền? Đối với đấy, cái nhân quyền ấy, cái dân chủ đấy là gì? Là người dân được nói với lại cơ quan kiểu như là chấp pháp. Còn đối với lại cái cơ quan tư pháp hay là kiểu như là tòa án nó kia thì nói là chuyện bình thường. Thế nhưng mà tao được nói quyền với lại công an đây này, thì ở nước Mỹ nó sẽ trở thành một câu là đây sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Thế là thôi, phải câm nặng để cho nó làm việc. Còn ở Việt Nam chúng ta có ai được câu đó, được nói câu đó không? Ở Việt Nam làm bát bót mất 2 ngày, còn ở bên Hàn Quốc làm 2 giờ. Ở Hàn Quốc tôi khẳng định với các bạn một điều, tất cả những ai đi làm lại hộ chiếu thì 9 giờ sáng nộp hộ chiếu, 11 giờ nhận hộ chiếu mới. Còn ai nộp 11 giờ thì 3 giờ chiều nhận hộ chiếu mới, ai nộp 3 giờ chiều sang ngày hôm sau. Các bạn thấy tuyệt vời chưa? Thế nhưng có rất nhiều người lợi dụng một chút tiêu cực của đại sứ quán. Thực ra tiêu cực này nó cũng có các bạn ạ. Nó có là ví dụ như là những người mà thứ nhất là bất hợp pháp, thứ hai là hộ chiếu hết hạn lâu quá rồi, rồi là lên rồi là không đầy đủ giấy tờ lọ kia, thì nó sẵn sàng có một cái đường dây ở bên ngoài. Đấy, có một vài cô gọi là ở bên ngoài bảo anh ơi anh để em làm cho, thiếu cũng được, thiếu em vẫn làm được. Thế nhưng mà theo nguyên tắc thì là nó vẫn phải có. Còn ai đầy đủ giấy tờ chỉ 2 tiếng đồng hồ. Chỉ có 2 tiếng đồng hồ. Tất cả những ai đang ở Hàn Quốc làm chứng cho tôi điều này, tôi nói. Tôi đã từng đổi hộ chiếu. 10 năm bạn mới làm một cái hộ chiếu một lần. Đóng có ngày tôi làm là đóng 120.000 tiền Hàn Quốc. Nó rơi vào khoảng 2 triệu mấy tiền Việt đấy. Còn bây giờ thì chắc là nó lên tầm khoảng 4 triệu. Nhưng mà 4 triệu tính tiền Việt thì còn ở bên Hàn Quốc này thì nó chỉ 200.000 thôi. Đó, làm hộ chiếu bên Hàn Quốc chỉ mất có 2 tiếng đồng hồ. Thế mà có thằng vẫn cứ chửi mẹ đảng, đại sứ quán Việt Nam như sớt. Bà mẹ tao không hiểu, chúng mày chửi cái đéo gì nữa. Nói ra thì mẹ khéo đánh nhau ấy. Ở bên Hàn này nó vậy mà. Dân Việt mình kinh á.
Đó các bạn thấy đó, như ở Việt Nam chúng ta mất 2 ngày là chúng ta đã thấy mừng lắm rồi, nhanh lắm rồi đúng không? Nhưng mà sang Hàn Quốc chỉ mất có 2 đồng hồ, 2 giờ đồng hồ thôi. Tất nhiên là ở Việt Nam thì làm mới ở Việt Nam thì là làm mới, đối với những người làm mới thì như vậy, nhưng mà ở bên này thì đã sang đến đây rồi thì ai cũng 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 là có hộ chiếu rồi mới sang được đúng không? À, em hỏi người Hàn Quốc họ phải làm cũng phải mất tầm 3 4 ngày đến 1 tuần đấy, không phải đùa đâu. Còn bây giờ nói thêm cái vấn đề này nữa. Bởi vì tại sao anh biết là ngày xưa ở trong xưởng anh có một người nó đi sang Trung Quốc nó lấy vợ, thì lúc đấy mà nó mới đi làm hộ chiếu. Thì là nó làm cái ngày nó làm ấy, xong bắt đầu đến cái ngày nó được gửi về tận nơi, hộ chiếu gửi về tận nơi đó thì cũng mất đúng 1 tuần. Đó. Họ cũng phải xem xét hồ sơ tư pháp của anh tất cả mọi thứ chứ đâu phải là đến là làm cho luôn đâu. Đó, các bạn thấy đó. Thế còn bây giờ tôi nói là có một số những cái luận điểm nói rằng ở Việt Nam người ta lưu vong ngay tại quê hương mình. Nó lấy lý do gì? Một người Quảng Nam đi vào thành phố Hồ Chí Minh phải có giấy tạm trú tạm vắng. Ba mẹ, cái điều này đó là quy định của pháp luật, đây là cách quản lý của nhà nước. Một cái giấy tạm trú tạm vắng anh lên xã của tôi đi vào trong đấy để nhà nước biết anh đi đâu, anh làm cái gì. Vấn đề nó nằm ở chỗ là ở Việt Nam nó chưa có cái computer này ngồi đánh cái số định danh lên cái là mày làm cái gì, mày ở đâu, nó nổi lên thì bắt buộc phải quản lý theo kiểu giấy tờ làm cái tạm trú tạm vắng. Ở bên Hàn anh thế thôi, anh đang sống ở căn nhà này, nếu căn nhà của anh thì không nói, căn nhà mà anh đi thuê đấy, lần sau anh chuyển căn nhà anh cũng phải ghi vào chứng minh thư trong vòng 1 tháng mà anh không đi không 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 đi 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 kiểu như là lên thay đổi cái địa chỉ của anh đó, lần sau lên nó phạt cho bỏ mẹ, đừng có đùa. Còn bây giờ tôi nói cho bên ở Việt Nam và ở nước ngoài, ai mới là người mà rõ ràng bị nhà nước quản lý chặt hơn? Đừng tưởng ở nước ngoài là anh không cần sổ hộ khẩu, anh chỉ cần một cái chứng minh thư, một cái bằng lái xe là anh đi đâu đi. Nói đơn giản một điều này thôi, ở nước ngoài nó có một cái hệ thống in gọi là quản lý đấy, là gì? Chỉ cần đánh cái số chứng minh thư của anh lên thôi, anh vay ai bao nhiêu tiền, anh nợ ai bao nhiêu, anh hồ sơ của anh như thế nào, anh ở đâu, anh làm gì, anh cưới ai, trước đây anh phạm tội gì, anh đang làm công ty nào, nó nổi lên hết. Anh đang xài điện thoại gì, số điện thoại của anh bao nhiêu, nó nổi lên hết. Vậy thì thử hỏi đời tư của mình bị nhà nước quản lý chặt hay là ở Việt Nam đời tư bị quản lý chặt? Ở Việt Nam cùng lắm là mày biết tao là ở chỗ này, cùng lắm biết vợ tao là người này, hết, tao có bao nhiêu tiền nhà nước không biết, tao làm gì thậm chí nhà nước cũng không biết. Rõ ràng ở Việt Nam thoải mái hơn nhiều. Còn ở nước ngoài nhá, mày lấy ai, mày xài số điện thoại nào, mày còn nợ tiền điện thoại hay không, mày còn nợ tiền ngân hàng hay không, mày có nợ tiền quỹ tín dụng nào hay không, nó nổi lên hết. Làm gì, làm ở công ty này bao nhiêu, đến bao nhiêu, nó nổi lên hết. Thử hỏi thằng nào bị quản lý chặt hơn? Anh không chối nó được cái điều gì cả. Thế nhưng mà vẫn cứ quay đầu về chửi Việt Nam. Lúc nào cũng 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 như vậy à, auto chửi. Đấy. Ở bên nước ngoài này thì nó cũng không hỏi là mình đang thuê căn nhà nào. Thế nhưng mà ví dụ nhá, mình có việc gì mình lên trên sở cảnh sát, hay là mình có việc gì lên trên cái với những người lao động như New Đi chẳng hạn, thì đi lên trên cái Cô Dung Chi Vân Center, có nghĩa là cái phòng xúc tiến việc làm của bọn Hàn Quốc đó, nó gõ máy vi tính phát à, từ năm này đến năm này mày làm công ty nào, rồi là từ đâu đâu đâu, nó nổi lên hết. Nó quản lý theo kiểu như vậy, nó đâu cần phải đến nhà mày làm gì. Gặp cảnh sát à, không hỏi không nói nhiều, trình giấy tờ, nó bảo giấy tờ là giấy tờ, nó dám cãi nữa à, dám cầm điện thoại livestream à. Bên Hàn Quốc này một khi đã bị công an gọi là tuyết còi đấy, tốt nhất đừng rút điện thoại ra, bởi rút ra là nó tịch thu à,
nó tịch thu, nó đút về hộp niêm phong. Xong ok, làm chuyện làm gì với điện với cảnh sát, không được cầm điện thoại. Đây tự hỏi đi, này nó cho vỡ mồm luôn, đừng đùa. Chạy xe hả, ví dụ mà bỏ chạy đúng không, đến khi gặp cảnh sát nó gõ cửa kính hai cái không mở cửa, nó về nó lấy xẻng ra đập tan cửa kính, lôi cổ ra ngoài dúi lên xe cảnh sát đưa về, ngồi đây một cãi. Nhiều khi đấy mà cái bọn đấy nó đầu trâu óc ngựa đấy, nó không biết. Còn tôi nói tại sao gọi nó là phản quốc, có phải mỗi một khi mà các anh muốn gia nhập cái quốc tịch của Mỹ hoặc là bất cứ một nước nào, nó cũng kèm theo một cái điều kiện là bạn có trung thành với lợi ích của đất nước họ hay không? Thằng nào cũng phải ghi chữ tôi thề tôi sẽ trung thành với lợi ích, ví dụ như nước Mỹ chẳng hạn, tôi thề tôi sẽ trung thành với lợi ích của nước Mỹ. Bà mẹ một khi lợi ích của nước Mỹ với lợi ích của Việt Nam mà nó cạnh tranh nhau, nó chiến nhau, tao hỏi mày, mày yêu nước hay là mày yêu nước Mỹ? Nói nhanh cho vuông. Chắc chắn là lúc bấy giờ mày đứng về bên Mỹ rồi chứ còn gì nữa. Đóng thuế để cho Mỹ nó mua vũ khí bắn người Việt chứ còn gì nữa. Mày cãi được không? Vậy rõ ràng mày là thằng phản quốc, mày còn cãi cái gì? Cái điều này không cãi nổi. Tao hỏi nếu như giả sử chiến tranh giữa Mỹ với Trung Quốc, với Việt Nam xảy ra, mày đứng ở đâu? Lúc này bởi vì mày là thằng phản quốc rồi, mày là người dân Mỹ rồi, chắc chắn là mày sẽ phải đóng thuế. Mà thuế đấy làm gì? Mang tiền mua vũ khí, mua đạn dược bắn vào người dân mình. Yêu nước yêu dân cái con mẹ gì mà lại như thế? Dừng lại đi cho tao nhờ. Bởi vì sao vậy? Thứ nhất là nó bắt phải đóng thuế rồi. Thứ hai là khi mà nhập quốc tịch nên là nó đã phải hỏi một câu là mày có trung thành với lại nước Mỹ không? Không trung thành còn lâu nó mới cho nhập quốc tịch. Thậm chí còn phải hát quốc ca Mỹ nữa cơ. Đó. Thêm một cái nữa. Ví dụ như thằng tướng Lương Xuân Việt, tất cả những cái bọn ba que ba sọc đều đang tự hào Lương Xuân Việt gì. Một ngày giữa Mỹ với Việt Nam mà có đánh nhau, thằng Mỹ nó điều Lương Xuân Việt về Biển Đông đấy, điều tàu về Biển Đông đấy. Thế có phải là thằng Lương Xuân Việt nó sẽ là thằng nhấn cái nút để cho tên nửa bắn vào đất mẹ hay không? Hay là nó sẽ nhấn nút để cho lỗ tàu sân bay? Đấy các bạn có thấy chưa? Thêm một vấn đề nữa, có cái bọn ba que ba sọc nó nói rằng người Việt Nam không phải người Việt cộng. Ok. Đúng không? Người Việt Nam không phải người Việt cộng, nhưng người Việt cộng nên nhớ một điều rằng người Việt cộng chính là một phần của người Việt Nam. Cái điều này không chối được. Ok. Không phải tất cả người Việt Nam là Việt Cộng, nhưng người Việt Cộng là người Việt Nam. Chứ điều họ đi theo Cộng sản thôi. Họ theo cái lý tưởng Cộng sản thôi. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ là cái lý tưởng Cộng sản này họ đang gọi là gì? Đang giúp dân tộc hay là đang phá hoại dân tộc? Nó mới là đơn giản. Nó mới là vấn đề. Cũng vì cái từ gọi là người Việt Cộng không phải người Việt Nam mà chúng nó nói rằng là gì? Là cái sự đoàn kết, người Việt Cộng chia rẽ đất nước ra. Cái lý luận rất cùn ở chỗ là gì? Nó gọi là người Bắc Kỳ và người Nam Kỳ, nó nói là Bắc Kỳ và Nam Kỳ nó tồn tại sau khi mà thống nhất đất nước. Nó mới hay gọi Bắc Kỳ, Nam Kỳ. Bọn mù lịch sử, Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Trung Kỳ đấy là do bọn Pháp nó chia ra để trị. Chúng ta khẳng định với nhau thế, Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Trung Kỳ là nó chia ra để trị. Còn khi mà người Cộng sản mà họ đánh Pháp xong, bắt đầu lúc bấy giờ đấy là theo hiệp định Geneva mà nó còn chia tạm thời vĩ tuyến 17 trở thành cái ranh giới tập kết quân sự tạm thời đúng không?
thì trong Nam tự nhiên lại xuất hiện một cái chính phủ ất a ất ơ tào lao chi khương ở đâu ra, bắt đầu đòi chiếm riêng cái miền Nam là của riêng mình và nói rằng đây là của Việt Nam Cộng Hòa, là của thế giới tự do. Mày nói ngay cái từ của thế giới tự do có nghĩa là không phải là của Việt Nam nữa rồi. Đấy là thứ nhất. Thứ hai, mày muốn chia rẽ Bắc Nam. Người Cộng sản họ muốn thống nhất đất nước, đất nước là phải thống nhất. Thì đây nó đã thể hiện được cái tính đoàn kết ở trong cái quốc gia, cái đất nước của Việt Nam rồi. Vậy mà mày cứ nói rằng là người Việt Cộng là người chia rẽ đoàn kết Bắc Nam, tào lao chi khơn chưa? Để mà đánh thắng Mỹ nhá, người Việt Cộng không chỉ là người ở ngoài miền Bắc mà còn không biết bao nhiêu chí sĩ anh hùng trong người miền Nam nữa. Bà Nguyễn Thị Định ở đâu? Ông Lê Duẩn là chỗ nào? Ông Võ Văn Kiệt là ai? Em không có camera mà em lấy camera đi. Tất cả Nam Bắc một nhà mới đánh được Mỹ chứ một người miền Bắc không làm sao đánh nổi. Đập thẳng vào đại sứ quán đó, trong đó toàn bộ là người biệt động, toàn người miền Nam cả. Nam Bắc một nhà sum họp vào thì mới đánh được. Đoàn kết như thế mới đánh được, chứ không đoàn kết sao đánh được. Bởi vậy cho nên đấy, cái người cố gắng chia rẽ cái dân tộc này, cái đất nước này chính, ok em được, chính là cái bọn ba que xỏ lá chúng mày. Hello anh. Hello em. Em chào mọi người, chào tộc Trần. Chào mọi người ạ. Để em phụ cho anh uống miếng nước đi. Mà sao anh live và nói cả mấy tiếng em không có thấy anh uống nước gì hết vậy? Tụi Uống. em uống nước nhiều lắm. Có uống chứ em. Anh là siêu Ừ. nhân. Rồi, hôm nay anh nói về Việt Nam Cộng Hòa. Thì em phụ anh như thế này nhá. Được coi. Dạ em chào anh Nguyễn Bình. Mới tìm hiểu thêm, nhưng anh có biết ở bên đây cộng đồng người Việt đang 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 quyên góp tiền nha. Cái yếu tố này quan trọng nè. Quyên góp tiền để lên để đi lên kiện ông John Kerry and Ken Burns, cái ông mà làm ra cái bộ bộ tài liệu của The Vietnam War, hay với lại Chiến tranh Việt Nam 10.000 ngày á, với lại The Vietnam War, họ đang quyên góp. Cái điều này quan trọng nha, để lấy lại danh dự cho Việt Nam Cộng Hòa. Dạ em tại vì cái đề tài của anh này cũng giống lắm, cho nên là em xin tiếp theo và em xin giới thiệu với mọi người rằng cái đề tài mà Nancy muốn đề cập tới hôm nay nó đi chung với anh Lưu Ly, và nó cũng giống như là Nancy xin nói nhiều về cái vấn đề của Việt Nam Cộng Hòa đang lấy lại danh dự của Việt Nam Cộng Hòa bằng cách quyên góp tiền để họ kiện hai cái ông John Kerry. Anh biết John Kerry không? John Kerry là ông từng là ngoại trưởng Mỹ đúng không? Đúng rồi. Rồi vậy thì cái phần này em xin lỗi nói bằng tiếng Anh, tại vì không, họ không để tiếng Việt, nhưng mà tiếng Anh là nguyên gốc của ông, rồi em sẽ dịch cho mọi người nha. Cho em một phút em mở cái này ra một tí. Được rồi. Được rồi. Rồi, mọi người cùng nghe nha. Million men that you often hear quoted under arms, most of whom are regional popular reconnaissance forces, which is to say a militia, and a very poor militia at that, will simply lay down their arms, if they haven't done so already, and not fight. I can cite many, many instances, sir, when, as in combat, when these men refused to fight with us. When we were taken under fire, we Americans supposedly fighting with them and pinned down in a ditch, and they'd refuse to come in to help us. Rồi, em sẽ dịch cho đừng lo. Rồi, quan trọng là chỗ này nè. Quan trọng là cái chỗ này nè. Anh nhìn không?
mail checks, thấy không? Mọi người thấy không? Nè, mail checks nè là gửi cái tấm séc á tới Đài Sài Gòn hen, là để quyên góp, để donate cho họ, đặng họ lấy lại danh dự cho các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Ok rồi, Sau tôi thì thì ngày mùng 2 tháng 1 à. Houston, Dịch được mà, cái đoạn này em dịch được rồi, mà. ok rồi, không, em sẽ dịch cái câu ông kia nói và tại sao những người này phải tại sao những người này phải quyên góp tiền để tạo thành một cái quỹ để lấy lại danh dự cho người 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 lính cộng Việt Nam Cộng Hòa. Các bạn thấy ở đây không ạ? Để Nancy dịch nha. Ông John Kerry và một số tướng của Việt Nam, tướng Mỹ đó, một số người lính Mỹ thì miêu tả rằng những người lính của Việt Nam Cộng Hòa đã nằm rạp xuống không đấu tranh và nằm rạp xuống dưới đất và trốn ở dưới những cái ditch, những cái gì ta, khi mình đào những cái rãnh á, trốn ở dưới Chiến những cái rãnh á. hào Ok, trốn núp ở dưới các chiến hào và nằm rạp xuống dưới đất. Cái này là từ miệng của ông John Kerry, cái này anh thực mới nghe ra đúng không? để anh nói, cái này thực ra không phải từ miệng ông John Kerry mà nó nằm ở chính trong cái gọi là hồi ký một vị tướng người Hàn Quốc, họ viết lại. Không phải một mình, tức là không phải một người anh, có nhiều người, nhưng trong đây có ông đó, và điều này làm cho Việt Nam Cộng Hòa cảm thấy nhục nhã, quá nhục, họ không chịu được. Và một điều nữa là lại bắt quyên góp để lấy lại, để lấy lại danh dự. Có nghe thấy mùi tiền ở đây không? Chiến hào giao thông, dạ cảm giao thông hào, dạ cảm ơn. Có nghe thấy thấy gì mùi tiền ở đây không ạ? Rõ ràng này là mùi tiền. Quyên góp cho tôi đi để tôi đi lấy lại danh dự. Rồi bây giờ em sẽ bàn đến một tí về cái danh dự của Việt Nam Cộng Hòa. Khi mà Việt Nam Cộng Hòa đó không có một ai bênh vực hết, thì bây giờ họ mới, các cái ông bà tướng lãnh và những người F2 F3 này đang cố gắng giống như là gào thét khản hết cả cổ mà vẫn không lấy lại được danh dự, anh biết không? Tại cái danh dự của họ đâu có đâu, làm sao lấy? Có chính chính đồng minh của họ, chính những người từng chiến đấu với họ đã miêu tả họ rằng là thấy phe địch thì nằm rạp xuống dưới đất. Ok, hoặc trốn ở dưới những cái giao thông hào. Chính người của mình mà còn miêu tả và bao nhiêu tài liệu, cho nên giờ họ không chịu được. Thì em cũng xin nói thêm một tí về cái tìm hiểu của em về về việc lính Việt Nam Cộng Hòa và chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Tại vì cũng như em nói là đó giờ em không biết đến, thế cho nên em cũng không hề biết đến điều này luôn, nhưng mà em mới tìm hiểu thì em thấy trong cái hiệp định Paris, hiệp định Paris đó, thì chế độ Việt Nam Cộng Hòa không được ngồi trên bàn đàm phán, đúng Ừ, không anh Lưu Ly? đúng 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 Này đúng em giờ mới biết á, chứ em không có biết luôn á. Cái họ không được ngồi tức là họ để bố Mỹ quyết định vận mệnh của họ, phải không các anh chị? đúng rồi đúng chuẩn em. Lại thêm một cái nhục nữa. Henry Kissinger còn nói là chúng ta còn một đứa con trai ở Việt Nam. Captain muốn lấy lại danh dự thì ra đi, thì đi ra nhà ông nào nói tự nhiên tôi chứng tỏ lòng can đảm, chứ tự nhiên muốn lấy lại, yeah, thế mới nói, thế mới hay anh à, biết không? Cái danh dự là đã tự nhiên, không phải tự nhiên mà cái danh dự do chính những người lính Mỹ đã trao lại cho lính Bắc Việt, lính cỏ Việt Nam, của chúng ta, Việt Nam Cộng sản của chúng ta, vì vì các ông các bác các bà đó là không có gì để nói luôn, không còn gì nữa để chúng ta phải miêu tả. Nhưng mà chính những người lính Mỹ này đã đấu đấu tranh cùng một mặt trận với Việt Nam Cộng Hòa, họ miêu tả rằng
những người Việt Nam Cộng Hòa này nằm rạp xuống dưới đất hoặc trốn dưới những giao thông hào, cho nên bây giờ họ phải quyên góp tiền để lấy lại danh dự. Em quay lại cái phần mà cái nhục nhã của Việt Nam Cộng Hòa là không có được ngồi trên bàn đàm phán. Không, Nancy thì không có khả năng tát vào mặt ai đâu nha mấy bạn. Mà thực ra đây là sự thật, đây là chính họ đưa lên bằng chứng cho Nancy đưa ra cho mọi người thôi, đúng không anh? Chứ em làm gì có khả năng mà tát ai. Nếu họ không đưa ra như vậy làm sao em có, đúng không nào? Và những cái nhục nhã là chính đồng đội của họ cũng còn không thể nào mà có cái gì bênh vực họ, cho nên là cái kiếp nô lệ của các bạn thì các bạn có quá nhiều bằng chứng rồi, bây giờ đừng có cãi cọ gì hết. Em sẽ đi qua một phần nữa là em thấy người ta mấy người nhà báo nổi tiếng đó, người ta đang nói đến Việt Nam thì chúng ta có điều tự hào nè. Cái thời xưa thì chúng ta đã đủ biết hết rồi hen. Còn bây giờ Việt Nam một trong những điều tự hào của người Việt đó là các điều tra viên của Việt Nam là giỏi nhất thế giới. Em nghe từ chính miệng của một nhà báo đã nghiên cứu, và họ nói điều tra viên đó anh là giỏi nhất thế giới á. Chuyện gì họ điều tra cũng rất là nhanh, rất là lẹ. Mặc dù thiết bị của họ là chắc không bằng được thiết bị của những nước tiên tiến đâu nha, nhưng họ rất là giỏi trong vấn đề điều tra. Cho nên các anh dân chủ cuội, các anh chị dân chủ cuội cứ yên tâm. Để anh cho Len Xì một cái quan điểm nữa này, để thể hiện được cái sự nhục nhã và dối trá của những kẻ ba que ba sọc này. Ok, lúc nào cũng nói là dâng lá cờ ba sọc đỏ, cái lá cờ ba sọc đúng không? Lúc nào cũng tôn vinh lá cờ ba sọc, nhưng mà qua Mỹ rồi, qua Úc rồi, qua châu Âu rồi, anh chưa thấy một thằng nào còn giữ lại cái cuốn hộ chiếu của Việt Nam Cộng Hòa và nói lên rằng tao sống làm người Việt Nam Cộng Hòa, chết là ma Việt Nam Cộng Hòa cả. Thằng nào cũng vứt cái quốc tịch đấy, cái hộ chiếu này đi và đổi sang cái quốc tịch nước khác. Anh này, người ta đi chứ. Anh này người của Việt Nam Cộng Hòa lôi ra là tao vẫn cầm hộ chiếu Việt Nam, tao vẫn là công dân của Việt Nam Cộng Hòa đấy. Chính anh này đã vứt cái Việt Nam Cộng Hòa và xọt rác từ em bênh vực họ cho. Em bên họ cho. Lúc đó cái cuốn hộ chiếu đó họ để ở trong cái túi quần. Rồi khi mà họ leo lên máy bay họ gì, họ bị rớt cái quần xuống, thì cái hộ chiếu đó nó bị rớt theo cái quần, chứ không phải là họ không có tự hào để đưa ra. Đúng không? Coi là đu càng, coi hót bút tụt cũ quần. Ta để túi quần của người ta mà anh kêu ta không đưa. Kỳ cục quá. Ở trên đời này lịch sử chỉ lưu danh những người như ông Trần Bình Trọng, đúng không? Là gì? Tao sống làm người nước Nam mà chết làm ma nước Nam, tao thà là ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Thế nhưng mà chỉ cần qua Hàn Quốc, qua nước Mỹ, qua gọi là vượt qua tị nạn một tí thôi là ngay lập tức chúng nó vứt cái cuốn hộ chiếu Việt Nam Cộng Hòa đi, và thay vào đó là quốc tịch Mỹ, quốc tịch Úc, quốc tịch châu Âu. Dạ, em cảm ơn mọi người. Em đang bên Việt Nam Cộng Hòa, chứ không bây giờ gỡ làm sao. Mà mấy anh chị biết sao không, họ đang quyên góp tiền nữa. Em ở bên họ biết đâu họ cũng tài trợ cho em sau khi họ quyên góp được, cho nên em phải tìm cho bằng được lý do để em quyên góp. Em ấy chứ, đúng không? Khi mình bên họ là mình được tiền mà. Ok. Đó, các bạn chỉ ân như thế thôi. Thằng nào nói là tôn vinh Việt Nam Cộng Hòa, tôn vinh lá cờ ba sọc đỏ nữa đi, mày có còn cầm hộ chiếu của họ nữa đâu mà mày tôn vinh. Cái điều nữa đó anh, là ở Việt Nam mình cũng có cái nhất nữa là trong vòng 30 năm nay Việt Nam đứng hàng năm trên thế giới là một trong những nước không có khủng bố. Các bạn nhớ nha, ở Philippines nè, ở Malaysia nè, ở Trung Quốc nè, bây giờ đều là đã từng có khủng bố xảy ra. Có một số người Mỹ mà ở bên Malaysia bị quân của đạo Hồi nó bắt cóc á. Cho nên mình cũng sợ đi đến mấy đất nước đó lắm á. Nha, cho nên là trong vòng 30 năm nay là Việt Nam là nước đứng thứ 5 trên thế giới rất là
rất là an toàn cho con người Việt Nam ha các bạn. Dạ, cái này là mình nghe được của những chuyên gia họ nói chứ mình không có tự đặt ra nha. Còn nếu mà mùa ai cần kiểm chứng thì mình sẽ đưa ra cái phần đó. đây là và cái phần mà cái mà những người chống cộng Việt Nam Cộng Hòa này họ cũng đang kiện đó, thì các cái nghiên cứu này họ em cũng thấy ở trong cái tài liệu của nhà sử gia mà rất là nổi tiếng là tên là David Moore. David có phải là David Moore sang huấn luyện viên của Everton đó không? Xong là làm cho không là nhà sử gia đó trong cái cuốn mà The Quest of Power. Hồng mình nói học anh Hùng Lân nói có sách mắt có chứng anh Hùng Lân gom tiền anh gom tiền nhớ phụ nhớ chia cho em nha. Đấy, nhà những nhà sử gia này họ chép lại chứ không có cộng sản nào ghi ra hết á. Rồi, đấy là những điều mà Việt Nam thì bây giờ có rất là nhiều, nhưng mà trong những cái phần mình nói để mà so sánh giữa hai bên đó thì mình nói như vậy. Còn em xin có một cái ý riêng của em nha. Em coi sao nè. Để mời các anh chị nhìn này tí. Đấy phải thành phố Hồ Chí Minh đâu. Đúng rồi, dĩa tòa nhà gì kia, tòa nhà gì mới Nam Bắc vừa mới xây dựng kia đúng không? Anh thành phố Hồ Chí Minh vậy nè, anh biết em nghĩ gì trong đầu không? Đây nữa nè. Anh biết em nghĩ gì trong đầu không? Đừng có nói là New York của Việt Nam nha. Không. Anh biết bây giờ giám đốc có thể đoán được em nghĩ gì không chả? Giám đốc tự xưng của tôi. Anh chịu. Em nghĩ như thế này nè. Chống cộng cực đoan với Việt Nam Cộng Hòa đã mất hết một cơ hội. Anh biết cơ hội gì không? Cơ hội để xây dựng đất nước Việt Nam như này để ít nhất thì cũng chứng tỏ với thế giới rằng Việt Nam Cộng Hòa cũng còn một tí tài. Đúng không? Anh? Mất cơ hội đó rồi. Việt Nam bây giờ hoàn thiện rồi. Phải không các anh chị? Cho em trái tim đi. Nhưng mà khổ lỗi là có tài đâu mà chứng minh. Thì thế mới nói. Em mới nói rằng là Việt Nam Cộng Hòa lại để mất tiêu một cơ hội nữa. Trời ơi, cơ hội xây dựng đất nước Việt Nam vượt lên so trong khu vực và vượt lên với một cái như là tuyệt là đẹp, tuyệt vời. Cho nên thua rồi các bạn ơi, 21 năm cầm quyền của các bạn đã không chứng minh được với người Mỹ, không chứng minh được với thế giới. Và bây giờ cũng mất hết cơ hội để xây dựng đất nước Việt Nam, lỡ rồi. Đâu, vẫn còn. Chịu đi. Vẫn còn. Chịu quay đi đầu, nha. Những anh chị. Bây giờ các anh chị chỉ còn giỏi mỗi một chuyện á, là đi hăm dọa, giết chúng tôi. Hăm dọa lấy mạng chúng tôi. Các anh chị còn được mỗi cái khả năng đó thôi. Hay thiệt ạ. Người gì mà cứ đi đòi lấy mạng người ta không à? Thiệt á. Đúng không anh? Nè, đòi lấy mạng ta làm sao nè? Nè, con An xảo bó mẹ mới quay về được bao nhiêu ngày mà bày đặt chống lại, chống đối với, quay đầu chúng, chống đối với chúng tao hả? Tức là không theo họ đó ha. Xong họ nói này, mày nghĩ tao không tìm được hình của mày hả? Tao sẽ đưa hình lên cho những người yêu nước bên này khắp nơi để xem mày ở như thế nào. Rồi làm gì nữa? Khi tao tìm được ra mày thì gia đình của mày không yên đâu. Các anh chị thấy sao ạ? Các anh chị thấy cái khả năng của Việt Nam Cộng Hòa chống cộng cực đoan không? Lỡ hết các cơ hội để làm một cái gì đó cho anh cái cuộc đời mình mà bây giờ chỉ được cái đi hù. Hả? Anh chỉ sao? Sợ gọi là nó cơ hội làm người nó còn không còn chứ đòi cơ hội xây dựng xã hội nữa.
hơi bị uổng đúng không? Tiếc không? Các bạn tiếc không? Em thấy tiếc. Ngày xưa đã không lấy được gì, không làm được gì, bị chính đồng đội của mình nói như thế. Xong bây giờ thì Việt Nam thì họ lại xây đẹp quá như vậy. Cái bây giờ cũng mất tiêu. Việt Cộng nói mình sinh ra đất nước độc lập đã cả chục năm rồi bạn ơi, lấy đâu ra mà Việt Cộng nói vậy? Mình làm gì có thể biết đâu. Kiếp trước mình đã bị trúng hại cho nên kiếp sau đầu thai. Đấy thì anh nói thì nhiều cái để mà nói đấy, có nhiều khi anh nói nên điều này này là đối với bà con của mình ở bên đó, những người mà có tấm lòng với quê hương đất nước ấy, thì rõ ràng ngày xưa họ đi như thế nào, họ làm cái gì mình cũng bỏ qua, nó là quá khứ rồi, không thay đổi được. Thế nhưng mà trong lòng họ đã thay đổi thì chúng ta cũng thay đổi. Họ đã quay về quê hương đất nước, họ nhìn về với đất nước với cái tấm lòng tha thiết thì ở trong nước cũng chìa bàn tay ra để chúng ta xây dựng một cái tình đoàn kết, đúng không? Đúng rồi anh. Thế còn đối với những kẻ chống đối đấy thì ngay ở trong nước cũng quốc gia không đi ra ngoài họ cũng chống đối à? Họ bán rẻ tất cả, bán rẻ quê hương đất nước để làm gì? Chỉ mong được làm người Mỹ. Nó mong là người tự do, họ lô lại cái tự do được quá. Cho nên ấy, nó cũng giống như các bạn ấy, có nhiều người thì chúng ta cầm tiền nhưng chúng ta hãy coi tiền là phương tiện, là vật chất để chúng ta chi tiêu phục vụ chúng ta. Nhưng có những người thì là quá là lô lệ của đồng tiền, họ bán rẻ tất cả từ cha mẹ anh chị em tất cả đạo đức để kiếm được đồng tiền. Thì đó là họ là lô lệ của đồng tiền. Thì bây giờ chúng ta nhân rộng ra điều đó thì chúng ta thấy những cái kẻ mà hàng ngày đấu tranh dân chủ tự do đó, họ cũng là những cái kẻ lô lệ của dân chủ và tự do mà thôi, không thay đổi được. Thì thôi bây giờ lỡ rồi, kiếp này lỡ rồi, Việt Nam Cộng Hòa ơi. Thiệt. Người ta xây cái đất nước Việt Nam với thành phố Hồ Chí Minh với lại thành phố Hà Nội với lại các vùng miền ở Việt Nam, người ta xây dựng vậy rồi, các anh chị còn làm gì được nữa? Trong tay tất sắt không có làm được cái mẹ gì. Làm gì còn có kiếp sau. Có anh này. Đúng không? Anh dám có thể ngẩng mặt lên trời là làm gì còn kiếp sau để mà còn thương còn nhớ mà thôi, chứ không còn cái gì. Này cái này cho mọi người, cho Nancy Bem, anh giám đốc tự xưng của Nancy một tí nha. Anh tổng giám đốc tự xưng. Anh tổng giám đốc tự xưng lúc nãy thì nói có con ma, xong bây giờ anh lại nói không có kiếp sau. Đúng là chỉ còn con ma thôi, chứ còn kiếp sau là kiếp được làm người nó khác. Từ ma lên người còn phải đi qua cầu Lại Hà. Các bạn biết anh giám đốc tự xưng này của mình đó, nợ mình nhiều lắm không? Anh nói đến lúc nào chết mới đem tặng cho mình một bông hồng, chứ còn bây giờ chẳng có trả lương gì, em phải đợi em phải đợi em binh đâm này. Thế giới tới anh chị có dám đánh hay không mà ngồi đó mà xàm lò. Nói thật với Dương Lâm, với anh không biết em có đánh không, nhưng mà bây giờ anh đánh từ xa gì đó, đánh cho thế giới không dám đến gần nữa gì đó, đúng không? Với những con người như anh ở trong đất nước, anh không khẳng định trên thế giới này không có một thằng nào dám nhìn vào Việt Nam mà định nhòm ngó. Nếu như tất cả mọi người đều lên mạng và nói lên tiếng nói yêu nước của mình thì không một thằng nào trên thế giới dám cầm cái khẩu súng chĩa về hướng Việt Nam. Cái này có bạn biết em yêu nước ra sao, em hào hùng thế nào. Có bạn nào đang nói là An Nhiên nè. An Nhiên nãy giờ vô chưa vậy? Say hi cái coi. Cô Thanh Vũ. Cô Thanh Vũ. Trả lại tên cho em nha. Em là Nancy. Nói chị hồ lắm. Trên YouTube cứ an nhiên hoài. Bữa nào em lên em muốn vùi dập An Nhiên là em sẽ phải nói thiệt bậy, xong em cứ an nhiên. Gọi là hàng giả đúng không? Chọc bạn tôi tí thôi nha, nhưng mà mấy bạn thì comment là cái gì bưng bô với lại không bưng bô. Bưng bô tớ cũng lựa người tớ bưng à.
Tao không bưng cái người mà trả, mà bây giờ phải đi quyên góp tiền để lấy lại danh dự. mà Ai bưng vậy? Ngu vậy bưng. cứ chê anh em mình bưng bô mà sao sợ mấy thằng bưng bô như thế thì còn làm chó thì được đời nữa, đúng không? Nếu nó giả sử nhá, mà bỏ mình là những thằng bưng bô, những thằng không không đáng để mà phải nói đến gì chưa, thì nó chả Ừ. thèm nói đến. Đây nó cứ suốt ngày nó chù mình là bưng bô, tức là mày đang sợ những thằng bưng bô. Ê, nhưng mà em chỉ nói đơn giản thôi, em bưng em cũng lựa người em bưng anh ơi. Bưng cái người mà chẳng có cái gì để tự hào thì khó quá, làm sao mà em thôi em không lấy lại được đâu. Chữ chồng thì chưa rồi, thôi rồi. Đúng rồi các bạn ơi, thấy thấy Nancy không bao giờ chửi, nhưng mà thực ra chúng còn cực cực đoan, họ đâu có hiểu gì đâu bạn ơi. Họ muốn thì lên YouTube mà kiếm xem là gái thì gái Nam Định nó chửi như nào. Mình sinh ra là đã biết chửi nhưng mà không cần chửi, tại vì chửi mà thắng được chúng cộng cực đoan họ thắng lâu rồi đúng không ạ? Chửi suốt 43 năm nay mà chửi chửi không ngừng Thế nghỉ. mà cũng không thắng được nữa, thôi tôi không lựa cách đó đâu. But, thì cái ý hôm nay em đưa ra cái phần đó đó, cái phần mà cái nhục nhã và cái phần giỏi của Việt Nam thì quá là nhiều, nhưng mà khi mà em mới thấy á, thì có hai điểm còn chưa nói đến thể thao nữa cũng đáng tự hào biết bao nhiêu. Thế Danh dự thể quy thao thì anh cũng chưa từng xem Việt Nam Cộng Hòa nào nên anh không biết. anh không biết, có nghĩa là anh không biết và anh Đấy và là thể chúng ta thao Việt không Nam ai Cộng Hòa được anh nghe không xem tới, đâu. không ai được có vinh dự được nghe tới thì không biết làm sao nữa trời. Thôi anh đừng thấy người ta có nỗi đau rồi anh cứ lấy thêm cái lưỡi lên, cứ anh cứ chọt vô anh xoáy bao giờ nó mới cái gì ta, nó mới liền ra được. Có nhiều nhiều khi anh thấy những người chống cộng ấy, họ lên họ kể những cái câu chuyện nghe nhìn như đất nước Việt Nam nó tang thương nó tiều tụy lắm, eo ơi nhìn mà nó xót. Nhưng mở mắt ra thấy mẹ đọc báo thấy cuộc đời đang tươi đẹp như thế này mà tại sao lại cứ lên trên mạng mà cứ quay đi quẩn lại cũng chỉ có những nhân vật đó thôi. Thế thì mình nếu mà còn chút tình thương nào thì mình gọi là thương hại cho những cái đầu nó không thoát ra nổi được cái hộp mà nó bị đóng lại trong cái khung như vậy, thấy không? Cho nên là có những anh chị dân chủ cuội thoát qua bên này, cái quay về cũng phụ vô. Bây giờ các anh chị đó chìm xuống tới tới tận đáy luôn. Là vì vậy đó. Có gì đâu để khoe, có gì đâu để tự hào hả? Bây giờ đi kiếm đi 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 gom tiền nữa. Xong họ còn nói đến, họ còn nói đến cái bộ phim mà The Việt Nam, không, The Việt Nam War, cái bộ mới nhất đó là kinh phí của nó là 30 triệu Mỹ Kim nha. Còn mấy anh chị này thì kinh phí của Mà một nói bộ đơn giản là ở Mỹ phim. mà nó tự do mà mỗi người được quyền nói mà đâu có liên quan gì đâu, mày chửi chính phủ Họ còn đã được, mày chửi chính phủ Mỹ còn 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 không ai dám kiện mày. Thế mà bây giờ mà mày đòi kiện mày, người ta chửi chính cái Việt Nam Cộng Hòa mà chúng mày đi kiện, đã không hiểu kiện cái gì đúng không? Chúng mày luôn luôn nghĩ. luôn tự hào là ở Mỹ là tự do, ở Mỹ tự do ngôn luận, mày chửi chửi chính phủ như nào cũng được, chửi cái gì cũng được, nhưng tại sao chửi Việt Nam Cộng Hòa chúng mày đi kiện, kiện ai kiện cái gì, tự do mà toàn nói nháo. Thì câu trước với câu sau của họ đánh lộn nhau, nhưng mà vì họ cần mình phải nói, họ cần phải nói có sách mách anh có người gọi đến thì mình mới phải đưa ra bằng chứng, và cái kinh phí của họ đó gom hết bà con dòng họ mới được 100 ngàn Mỹ Kim để làm một cái bộ phim gì đó để lấy lại danh dự cho Việt Nam Cộng Hòa, trong khi bộ phim của người ta thì tới 30 triệu Mỹ Kim đấy. Thế mà đòi về về đánh cộng sản, thiệt Chào đúng là Nguyễn Thị Linh nhé, không bao giờ biết lượng sức mình, chỉ được cái nói đi cho hăm Nancy biết dọa. này, nói Nancy biết này, em là Huỳnh Phương Linh này vào lúc nào chào sếp chào mọi người, anh em thấy chưa, không phải chuyện đùa đâu, sức cạnh tranh hơi mạnh đấy, cứ cẩn thận.
Vô mấy cái clip YouTube của thấy làm như mất nước tới nơi rồi. Đúng rồi, bạn Nguyễn Thanh Phong thì họ ngồi ở trong hộp á, họ trong cái hộp xong họ đóng kín lại, họ tự tự kỷ với nhau, gọi là tự xử với nhau, muốn nói gì cũng nói được rồi chửi. Hay lắm, chửi thì tuyệt vời. Công nhận. Công nhận, chửi rất hay và đòi lấy mạng, Cả lấy kể lưỡi đi kể tìm. kể kể cái một cái câu chuyện vui cho bạn nghe. Ở trên cái mạng này hiện nay đang nổi lên cái leak gọi là leak Sang Hải, cái con mẹ Sang Hải đấy, mà thường ngày lên lên diễn đàn của Tân Thái Gen Đi Chương thì tất cả những diễn đàn nào cũng thấy có mặt đấy. Gớm, cái hôm đầu tiên hắn xuất hiện là hắn xuất hiện trên nhà nhà Tân Thái này, cộng đồng ơi cứu tôi với, cứu gia đình tôi với, gia đình tôi bị cho vào rừng, bây giờ không biết là ở chỗ nào, công an nó bắt nó đưa vào trong rừng như thế này, nó đem nó vứt nó đem con bỏ rừng như này, cộng đồng ơi cứu chúng tôi với, chúng tôi sợ lắm. Dạo này lên chửi đảng chửi nhà nước như gì, mình mẹ đấu tranh mà mới có vào rừng mà chỗ này vẫn còn đường nhựa, vẫn còn trẻ con chơi mà đã sợ rồi. Nhưng ngày xưa người cộng sản họ ăn ăn gọi là rau rừng, sống trong rừng cả mấy năm rồi, lên bầu trời thì bom rơi đạn lạc mà họ còn chưa bao giờ kêu cứu là sợ lắm. Mà bây giờ giữa thời bình mà chúng mày kêu như chết cha chết mẹ như thế thì làm cách mạng cái kiểu gì? Đúng rồi, chị lúc nào cũng đất nước Việt Nam này mất hết rồi. Mất sạch rồi. Không còn Nhớ gì. nhớ là ngôi biển Mẹ. hàng. Nó đẹp lung linh. Thôi hơi bị uổng, hơi bị uổng cho Benny Trương Tân Thái. Hơi bị tiếc cho mấy anh chị đấy. Mất hết cơ hội xây dựng thành phố rồi, người ta xây đẹp quá trời. Thế giới biết đến người ta rồi các anh chị ơi. Mà thôi Việt Nam mất cũng đúng. Các anh chị có bao Việt Nam có nhìn mấy người là con đâu mà sợ mất. Còn như Nancy đi về đến Việt Nam á, thực lòng Nancy rất muốn ôm từng tấc đất quê hương. Quê hương là cái làm cho chúng ta nghẹn ngào khi nghĩ tới, khi bao nhiêu năm không được về, không được đụng tới, không được chạm tới, không được nằm trong nó, không được đắm chìm ở trong quê hương. Các anh chị biết không? Còn như các anh chị thì quê hương lại không nhận, cho nên Việt Nam mất là đúng. Đúng Anh không sợ ạ? rồi, riêng mà cái thành phần đấy sau này có chết mà thành ma Mỹ gì chưa, về nó không cấp visa cho, đứng ở cửa khẩu đứng nhìn nó khổ. Khổ hơn ấy là ma Mỹ, nhưng mà Mỹ nó vẫn gọi là Vietnamese. Nhưng mà bây Anh giờ biết đấy, không? nói cái từ gọi là ma đấy thì mọi người bán tín bán nghi đúng không, mà thôi chúng ta hãy cứ nhìn đến những cái người mà bây giờ 8.000 người mà bị đuổi về kìa, bây giờ Việt Nam thì không nhận, nước Mỹ thì nó đuổi, ô bơ vơ không biết sống ở đâu nữa cơ. Mà ở Mỹ đấy khi mà không có nước nhận là nó cứ nhốt bạn lại thôi, cứ nhốt 30 ngày hay là 3 tháng gì đó là hết cái kỳ hạn, nên nó lại thả ra cho vài buổi sau đó lại gom lại, có đúng không? Và các người chống cộng cực đoan như cho dân chủ cuội nói ở Việt Nam, quản giáo những người có tội. Mỹ không có hả? Cái những người mà ra tù á anh vẫn phải trình diện nha, trong một thời hạn nào đó vẫn phải trình diện làm cái gì làm cái gì. Còn một số người gọi là bị giảng án treo là ở chân của mình nó có một cái ổ, nó Nó xách gọi một là cái định cục. vị, nó định vị toàn Đúng cầu rồi, đấy, đúng đúng đúng, chip định vị toàn dạ. cầu. Xong là đi ra ngoài tiệm á phải bận cái quần cho thật dài để chùm lấy nó, xong đi đi ra Đó. ngoài đi mua đồ, đi mua cái gì đó. À hả, nó không bắt, nó không quản lý hả? Trời ơi, mấy người có tội, mấy người tội phạm mà không quản lý, ở đâu chẳng phải quản lý. Ở Việt Nam Thậm còn chí nó dễ còn gắn chip như là gắn chip vào con cá mập đó. đấy chứ này. Em, nhưng mà cái này á, trong lòng của em mong rằng đất nước Việt Nam chúng ta, chắc là em hy vọng chúng ta sẽ trang bị cho các chiến sĩ cảnh sát công an của Việt Nam nhiều nhiều các thiết bị hơn, cái hệ thống máy vi tính nó cần hoàn thiện hơn, để khi mà mình vô tra cứu một cái bất kỳ cái tên nào hay người dân nào là tra một cái, nó lên hết tất cả, lên hết các cái hồ sơ để cho Dần các dần Việt Nam chiến. mình cũng đang đang Dạ đang quản lý bằng tin dạ học rồi mà. đúng anh, dạ em cũng hy vọng như vậy, em rất là mong điều đó.
Và khi mà những người chiến sĩ công an phải làm việc ở ngoài đường á, thì chúng ta hy vọng là mọi người sẽ có thêm như dùi cui nè, hay là những cái súng bắn, những cái gọi là gì nhỉ? Những cái bắn điện để cho tội phạm nó mình bắn vô nó giật đó, nó giật nó ngã ra đó đó. Hy vọng mọi người được trang bị thêm để cho có thêm những cái ấy cho tụi nó khỏi đứng đó mà chửi, không có chuyện đâu. Ở Mỹ bên á, Mỹ nước ngoài chưa, ở bên nước mày. ngoài là người ta không có từ lập biên bản, ở bên nước ngoài là không có hỏi là anh là ở đâu, tên gì, như nào, đưa chứng minh Ừ. cho nó phát, nó chích cái ở trên vai Bấm vô. camera Dắp. đúng không, cầm Đúng phát rồi anh. cái Dắp. là hệ thống máy tính nó lỗi hết lên cái hồ sơ của anh rồi, nó quẹt phát ra cái phiếu Dạ, bạc dạ. nhạc cái thế là đi cầm đi đến kho bạc nộp, còn cái chỗ nào mà anh cù dày chưa nộp à, mẹ nó từ từ nó xịt cho anh đến nơi đến chốn, Đó. phạt gấp mấy Dạ, lần đi. đúng rồi. Em hy vọng là Việt Nam chúng ta hãy hy vọng là hãy đầu tư thêm cho ngành cảnh Còn sát ở Việt Nam nhá, anh nói cho em để thì biết mọi có người nhiều có. khi mà cái là người ta gọi là đóng án phí này, rồi Dạ. đóng thậm chí là bồi thường dân sự này, nhiều khi mình không có, mình cứ cù nhầy mình không có. Thế nhưng mà riêng ở Mỹ hoặc ở bên Hàn Quốc này nhá, mẹ mày không có lúc này đúng không, mày vào tù xong ra tù đi làm, nó trừ cho mày, nó chỉ để cho mày đủ tiền ăn thôi, Nó trừ bao giờ đóng cái hết nhà cái số băng, tiền, hết cái số tiền đấy thì thôi, không chạy được một xu nào, pháp cái luật nhà của băng nó. của mình á anh, nhà băng của mình nó đâu phải là của riêng mình anh, chủ nợ nó vô như bình thường nha, chủ nợ mà bây giờ nó bán nợ anh. Ví dụ bác sĩ đi, mình đi mà mình không mình tới ngày mình không trả đó, nó bán cái khoản lợ nợ đó cho những cái hãng mà nó thu tiền nợ đó, vô thẳng nhà băng lấy. Đừng có tưởng Nó trừ chạy tự động mới đi, tự do đó hả, tự do thậm nhân chí quyền có đó những hả, cái mà nó chờ không đi. được phép chẳng hạn thì nó kêu ngân hàng kia khóa Ừ, luôn, mà có tiền lại không biết được. ngân hàng đúng rồi, ngân hàng nó có quyền khóa lại, cho nên tiền của mình ở trong nhà băng đó, nên nhớ là như vậy nha. Còn thậm chí nhá, mình cầm tiền mặt thì nó hỏi là cái tiền này ở đâu ra, mẹ mày nhớ cái đéo là được hết được, thì thôi cứ đành phải rút vào vào nhà băng cho nó ấy, cho nó an toàn. Không, có nhiều người Mỹ họ lớn tuổi đó anh, họ không có tin nhà băng nên họ giữ nhiều cash, họ giữ nhiều tiền mặt ở nhà lắm. Còn cái vụ em quay lại cái vụ cảnh sát một tí, là cảnh sát ở Mỹ nó có radar đó, cho nên nhiều thằng á nó thằng nhiều thằng á nó chạy phải không anh, có những cái cuộc rượt đuổi ở trên freeway á, người ta mới nói chứ mày chạy nhanh bằng radar của nó không. Nó chạy mày chạy thoải mái. Nó gọi nó có trực thăng nha, rồi nó gọi đằng đầu đằng kia, cái mày chạy đi, đằng kia nó chụp ra nó bắt, xong nó quăng cái lưới ra, à không, nó quăng cái đồ ra để cái xe của mình chạy cán lên là xe mà của mình sẽ bị giữ lại đó, giống như nó có những cái gai á. Bởi chạy chạy chứ chạy có lại với radar nó không, nhưng mà thôi. Nancy Pelosi đang nói hả? Là cái gì? Nancy Pelosi, nói chung Pelosi. là chịu không hiểu. Ồ. Nói chung ở nước ngoài đấy, Oh. các bạn ở Việt Nam đấy, nhiều khi các bạn không 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 thấy được cái sự hiện đại nước ngoài, hiện đại hại điện lắm. Các bạn được hưởng Một tự cái. do đó, nhưng các bạn phải Hôm hôm bữa Nancy nói rồi, các bạn đang ở Việt Nam có quá nhiều tự do, hãy tận hưởng đi. Khi mà cái chế độ Việt Nam họ họ đã họ nâng cấp được lên và họ hoàn thiện hơn Dương đó. Dương Nam hay Dương Lâm gì đấy, hay Đường Lâm gì đấy, nếu mà em cảm thấy muốn lên em ok, anh sẽ mời em lên, cho em lên em trao đổi một chút. Em dưới anh thấy anh đẩy các comment của em nó lung ta lung tung đấy. Anh mời khách đi cũng được anh ơi, tại vì em cũng cần làm đó. Ok. Chào mọi người ạ. Ok chị Chúc nhé. mọi người hôm nay một buổi tối vui vẻ nha, ăn Tết sung sướng, nhớ 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 chừa phần cho tôi đó. Ok, cảm ơn Nancy nhé. Bye anh. Dạ. Nếu mà em muốn lên anh sẽ mời em lên. Nãy giờ em vào em cứ chọc phá hoài anh, nói chung là bọn em còn trẻ mà, nhiều cái bọn em chưa hiểu. À, là em nói chủ tịch Hạ viện à, bà Lô thì đúng không?
Pelosi mà hiện nay đang đang thắng thế so với Donald Trump, làm bẽ mặt được Donald Trump rồi. Mà thực ra Donald Trump không chỉ là Pelosi ở trong đất nước người ta làm bẽ mặt. Mà vừa rồi Donald Trump đấy vì vụ Venezuela đó triệu tập một cái cuộc họp ở Liên Hợp Quốc. Đa số các nước ở Liên Hợp Quốc hiện nay vẫn đang ủng hộ Tổng thống Maduro. Còn ông Doan Doan quay đồ đấy là người ta không công nhận, chỉ vài nước mà theo Mỹ công nhận thôi. Chứ còn đối với lại tất cả đa số các nước ở Liên Hợp Quốc hiện nay người ta vẫn không công nhận ông Tổng thống lâm thời dù quay đồ. Đấy các bạn thấy đó, nước Mỹ hiện nay nó rất là bê bối. Tôi nói không phải là bê bối là cái mặt là kinh tế xã hội của họ, mà nó bê bối về cái bản chất của nước Mỹ đã rất nhiều nước nhìn ra rồi. Bây giờ anh không thể nào dùng cái sức mạnh đồng tiền, dùng cái sức mạnh của đô la để mà các anh áp chế người ta được. Hôm qua nói chuyện với lại cái bạn Châu Hoàng đó, nói thật bạn ấy nói đuối ní đến vô cùng luôn. Cứ mở miệng ra là bây giờ đang hỗn loạn chính trị, người ta không công nhận, không công nhận chính phủ kia thì người ta không trả tiền, nó tào lao vừa thế. Nếu như các anh lúc nào cũng cũng nói muốn giải quyết cái vấn đề ở tận gốc nhé, cái chính phủ người ta gửi tiền anh cứ trả tiền cho người ta đi, xem người ta có lo cho dân hay không, đến lúc đấy anh bèm cũng 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 vừa. Cứ mở miệng ra là tôi sợ các anh không không lo cho người dân, lý do nào mà các anh sợ? Việt Nam chúng ta thì vẫn là rất mong đấy, chúng tôi rất quan ngại tình hình ở Venezuela và chúng tôi mong rằng đất nước Venezuela luôn ổn định để đời sống nhân dân Venezuela được chăm lo. Ok, câu trả lời của đất nước mình nó là như vậy. Hiện nay tòa án cũng như là chính phủ Venezuela đã gọi là quản chặn hết tất cả các tài khoản của ông John Wilder, và thậm chí là những cái người mà ông ta còn bị quản chế nữa cơ. Nước Mỹ ta làm được cái gì, người ta cứng lên là làm được cái gì? Đấy, để nói đây nói thế để các bạn biết được là bây giờ nước Mỹ đấy nó không còn được cái uy tín, cái vai trò, cái vị thế như những năm 90 nữa. Cứ suốt ngày có mỗi cái vấn đề đấy người ta nói ra đầy đủ các ví dụ, người ta đưa ra tất cả các giả thiết để cho anh thấy được rằng cái giải thích của anh là không hợp lý, nhưng mà cứ cãi cùn xong bắt đầu xoay vòng tào lao, cuối cùng nói là tao không nói, tôi không nói chuyện về Việt Nam. Nhưng vấn đề ở đây không ai nói đến Việt Nam cả, nhưng mà đây là công lý. Và chính ra một cái ông mà gọi là đại diện của nước Nga đó, đại diện của nước Nga đó, tức là ông đại diện Bộ Ngoại giao, đại diện của nước Nga ở Liên Hợp Quốc đấy, đã tuyên bố một điều rằng Liên Hợp Quốc đã bị lôi vào một cái trò chơi cực kỳ bỉ ổi. Tổ chức một cuộc họp như thế đó, một cái cuộc triệu tập họp như vậy, nên là đã lôi vào một cái trò chơi cực kỳ bỉ ổi. Đây là một câu khẳng định. Về nguyên tắc, kể cả gia đình New Ly gửi tiền vào trong ngân hàng thôi, đứng tên New Ly gửi, đúng không? Thì sau này chỉ có New Ly mới là người rút tiền từ ngân hàng ra được thôi. Còn cái chuyện gia đình tôi lục đục, cái gia đình tôi làm nào kệ, đây là việc của gia đình tôi, liên quan chó gì đến nước Anh xa xôi. Nhưng mà cái lý lẽ của họ đấy là một cái lý lẽ cực kỳ là vong nô. Tôi có thể khẳng định với các bạn đấy là sự vong nô. Lúc nào chúng nó hỏi tôi tại sao tôi không thích tư bản, nhưng mà tôi vẫn cứ sống ở nước tư bản, vẫn phải thò đầu sang tư bản kiếm ăn. Khi nào chúng mày phải đặt lại cái câu hỏi ngược lại là tại sao tao ở nước tư bản mà tao vẫn chửi tư bản? Tao đã phải tha hương cầu thực mà tao vẫn không chửi Việt Nam, tao vẫn yêu Việt Nam. Tại sao không đặt câu hỏi ngược lại? Nó rõ ràng là gì? Dù tư bản có tốt như nào, có kiếm được nhiều tiền như nào, nhưng quê hương tao vẫn là Việt Nam. Những nước nước nào mà chống lại đất nước tao, ghét đất nước tao, tao vẫn cứ bèm như bình thường, tao vẫn ghét lại bình thường.
Đấy, tại sao chúng mày không đặt câu hỏi như thế mà chúng mày cứ hỏi là tại sao tao ghét tư bản mà tao vẫn ở nước tư bản? Một câu hỏi đi thì phải đặt ngược một cái câu hỏi ngược lại. Chứ còn cái loại mà chúng mày sang nước Mỹ mà để yêu nước Mỹ, được quý nước Mỹ thì nó chuyện bình thường. Không sao. Nên vậy em cứ bình tĩnh ngồi nghe đi, khi nào mà em cảm thấy em thật sự muốn nói chẳng hạn thì em cứ lên nói ok là anh sẽ nói. Nói đơn giản đó. Nếu mà để yêu một cái, tôi nói đơn giản để mà ví dụ tôi là một chàng trai sẽ đang trong lúc mà nhiều tiền, đang phong độ chẳng hạn, con gái yêu là chuyện bình thường. Thế nhưng mà yêu tôi vào cái lúc tôi cơ hàn cực khổ nhất đó thì đó mới là người mà tôi kính trọng. Có phải không các bạn? Kể cả các bạn đấy thôi. Khi các bạn là những người nữ, phụ nữ chẳng hạn, đang ở trong thời kỳ hoàng kim của sắc đẹp, đang trong lúc cực kỳ hạnh phúc về cuộc sống, người ta yêu bạn nó chỉ là bình thường, đó là sự đeo đuổi bình thường. Thế nhưng khi bạn đã tụt cùng của sự thất vọng, của đắng cay của cuộc đời, mà có một người đang đứng ở bên cạnh bạn, dìu dắt bạn, che chở cho bạn, yêu thương bạn, lúc đấy nó mới là người đấy, mới là người chân tình, người đấy mới là người bạn đáng quý. Thì cũng như nhân dân ta thôi, đất nước ta thôi, người dân nào mà sát cánh cùng với đất nước trong lúc gian nan hoạn nạn nhất, lúc bấy giờ cái người công dân đó mới được đất nước yêu quý, mới được đất mẹ ôm vào lòng mỗi lần mà thất bại, hoặc là mỗi một cái sóng gió cuộc đời. Chứ còn đối với những cái kẻ mà khi mà đất nước mà hùng cường rồi mà về lịnh bợ đất nước chuyện bình thường, hoặc là những cái kẻ đi su lịnh cái nước mạnh đấy, đó cũng là kẻ bình thường, những kẻ cực kỳ tầm thường và đáng khinh bỉ. Có đúng không? Đấy, đấy. Nó đơn giản vậy thôi. Lúc nào cũng đặt câu hỏi, chúng mày ghét Mỹ như thế, chúng mày ghét Hàn Quốc như thế, sao chúng mày còn ở đó mà làm? Sao phải thò đầu sang tư bản dễ chết mà làm? Nhưng mà may là tao đi làm nhưng tao không đi sống. Đấy. Nhưng với tình yêu của tao ấy đặt vào cái xứ thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam kìa, chứ không phải là cái xứ tư bản chủ nghĩa dễ chết này. Ok. Tại sao chúng mày không đặt câu hỏi đó? Tại sao mà nước Hàn Quốc nó giàu như thế tao không yêu? Tại sao Mỹ giàu như thế tao không 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 tôn thờ? Mà tao lại tôn thờ Việt Nam nghèo đói và độc tài như chúng mày nói. Phải họ đặt câu hỏi ngược lại chứ. Nhồi sọ kiểu gì đi chăng nữa thì không bao giờ vượt qua được cái lợi ích cá nhân và đồng tiền. Nó nói một kẻ mà đã bị nhồi sọ đấy, làm việc mà theo theo sự hướng dẫn người khác đấy, thì không bao giờ nó có khả năng vượt qua được cái sự cám dỗ của đồng tiền. Chỉ có những kẻ yêu bằng chân lý trái tim thì mới vượt qua được cái sự cám dỗ của vật chất mà thôi, bởi vì vật chất nó quyết định ý thức rất mạnh. Nhưng chỉ có những kẻ có chân lý thật sự, nhìn thấy bầu trời chân lý, nhìn thấy tất cả những cái gì hay đẹp nhất, cái chân thiện mỹ của cuộc đời đó, thì họ mới dám đánh đổi vật chất để đổi lấy những cái giá trị về tinh thần. Thì đó đó là cái thông điệp mà hôm nay New Ni muốn đưa đến cho tất cả các bạn. Thứ nhất đó là gì? Đó là với những người đi lao động nước ngoài, họ luôn luôn là những đứa con ưu tú nhất của quê hương đất nước. Họ sẵn sàng ra đi, sẵn sàng rời bỏ quê hương để đi đi đến một cái nơi đất khách quê người họ kiếm tiền. Đúng không? Và đối với những Việt kiều mà đã một lần gọi là chót vì cái điều kiện này điều kiện kia mà ký vào một cái giấy gọi là tị nạn cộng sản để được sống ở ở nước tư bản, nhưng nay họ trở về với quê hương thì chúng ta vẫn rất đáng trân trọng, đáng kính nể. Còn đây có một cái kẻ mà gọi là rời bỏ quê hương mà chửi đất nước là cộng sản là độc tài đó, mà vì cái quốc tịch của Mỹ đó mà dám chửi về quê hương đất nước đó, sẵn sàng tuyên thệ một điều tôi trung thành với lại đất nước của các anh đấy, thì những cái kẻ đó đó là những kẻ lưu vong đó, nói thẳng là lưu vong. Đấy, cho nên là hy vọng đấy, đấy là cái điều mà Lưu Ly vẫn rất nói. Còn cái người cộng sản đã gọi là họ đã gọi là gì, đốt cháy cả dãy Trường Sơn để thống nhất đất nước,
thóc không thiếu một cân, một quân không thiếu một người, tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho sự nghiệp giải phóng đất nước đấy, thì đó là dựng cái lá cờ đoàn kết là cao nhất, không có từ chia rẽ bởi người cộng sản, chỉ có những cái kẻ ba que xỏ lá mới muốn chia rẽ Bắc Nam. Thì đó thì mình cũng cảm ơn tất cả mọi người thường xuyên ủng hộ anh em, và cảm ơn Nancy, cảm ơn các bạn mà luôn luôn rất là yêu quý Nuni. Đấy, thế hiện nay thì muộn rồi, Nuni xin dừng diễn đàn tại đây. Chúc tất cả các bạn một buổi tối thật là vui. Hiện nay chắc các anh các chị nào có live stream đó thì mọi người cố gắng sang ủng hộ. Và nhớ khi chúng ta ủng hộ, chúng ta hãy bấm một nút like, một nút chia sẻ. Đấy là gì? Đấy là sự kích động đối với mọi người, đối với lại những người làm live stream như chúng tôi. Ví dụ như là Nancy chẳng hạn, mỗi lần cô lên chẳng hạn, mọi người phụ nữ là thích nhất hoa hồng và tim. Mọi người cố gắng tặng tim, tặng hoa hồng thật nhiều, tặng like thật nhiều. Đúng không ạ? Rồi nhá, chào tất cả mọi người. Bye bye.